Tiên thì tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Nguyễn Trà My. Mọi người ở trong hệ thống thì hay gọi với tôi cái tên là Kết Nguyễn, và hiện tại bây giờ tôi đang giữ vị trí là nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn sức khỏe Cyberian. Ngày hôm nay tôi được phân công để chia sẻ với tất cả các anh chị về những cái kiến thức về sản phẩm, cũng như là những kiến thức chung, cũng như là một số về tất cả những cái dòng sản phẩm mà hiện tại công ty Cyberian chúng ta đang có ở Việt Nam. Thì mục đích của việc này để cho tất cả những tư vấn viên mới, hoặc là những tư vấn viên mà đã tham gia một tháng, hai tháng mà chưa hiểu rõ hết về sản phẩm, thì chúng ta có thể có một cái kiến thức và một cái nhìn tổng quát hơn, cũng như là sẽ có thể sau cái buổi này có thể có một những cái có thể tự lên được cho mình những cái đơn, những cái combo sản phẩm mà phù hợp đối với cho sức khỏe của mình cũng như là sức khỏe của những người thân. Đầu tiên thì tôi xin phép được chia sẻ những cái kiến thức chung về các dòng sản phẩm ạ. Mọi người có nhìn thấy được màn hình xe không ạ? Ai nhìn thấy được màn hình xe vui lòng giơ tay. Dạ rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình chúng ta có một cái cây, đó gọi là cái cây sự sống. Ở trên cái cây sự sống này thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ở đây là những cái thân cây. Nó tượng trưng cho tất cả những tế bào của chúng ta, tất cả những cái cơ quan, bộ phận trong cơ thể của chúng ta. Và khi mà những cái thân cây này mà nó, cái rễ cây này mà nó khỏe, nó chắc và nó hút được tất cả những chất dinh dưỡng từ đất mà tốt, thì nó sẽ đưa lên và sẽ làm cho cây của mình nó khỏe hơn và nó tốt hơn. Thì thực tế ra đây là con người khi sinh ra thì chúng ta đã nhìn thấy rõ là những cơ quan bộ phận tế bào của chúng ta là những nó giống như là những cái rễ cây để mà tạo nên cái sự sống tốt đẹp cho chúng ta, thể hiện ra ở phía bên ngoài. Mà thực tế chúng ta nhìn thấy hiện tại bây giờ, nếu như mà khoảng 40 năm trước mà tìm hiểu một mà chúng ta nhìn thấy là có những cái bệnh ví dụ như là tiểu đường, huyết áp, thì gần như là rất là hiếm khi mà chúng ta mới nghe được những cái bệnh như ung thư tiểu đường hay là xương khớp huyết áp. Thì hiện tại bây giờ theo ước tính thì cứ khoảng chừng 4 phút là chúng ta lại có một bệnh nhân mắc những cái bệnh về ung thư tiểu đường, huyết áp, vô sinh tim mạch, và tức là cái việc mà bệnh tật chúng ta, những cái bệnh mà mãn tính ra ngày càng là rất là nhiều xung quanh chúng ta như vậy. Thì nguyên nhân nào mà dẫn đến cái việc mà tại sao chúng ta lại có nhiều bệnh đến như thế? Thì thực tế ra chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của chúng ta đang thừa một số những yếu tố. Đó, thứ nhất là thừa độc tố. Độc tố thì có từ đâu ạ? Độc tố thì có từ nước, độc tố thì có từ không khí, độc tố thì có từ những cái dư lượng, những cái chất bảo quản, những cái chất mà chăn nuôi gia súc gia cầm ở trong, rồi thì dư lượng những cái kim loại nặng ở trong mỹ phẩm, ở trong một số cái thực phẩm mà chúng ta sử dụng, thì cũng có những cái chất độc như vậy. Nó dẫn đến cái việc mà chúng ta bị dư thừa độc tố. Thì thực tế khi mà độc tố đi vào trong cơ thể thì nó sẽ ngấm vào một số cái cơ quan chức năng. Thì khi đó những cơ quan trong cơ thể của mình sẽ hấp thụ và sau đó sẽ làm những cái động tác để mà đào thải tất cả những cái độc tố đó ra. Nhưng mà nếu như khi mà độc tố nó quá nhiều như vậy, độc tố nó vào nhiều hơn là cái mức độ mà thải của cơ quan, các bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là gan và thận, tức là sẽ dẫn đến là gan và thận làm việc quá nhiều. Thì khi mà gan và thận làm việc quá sức thì nó sẽ dẫn đến là nó sẽ bị suy gan, suy thận, nó làm giảm chức năng giải trừ độc tố đi. Thì khi mà những cái cơ quan chức năng mà thải độc nó bị suy giảm như vậy, thì lại càng độc tố, lại dẫn đến là độc tố nó lại càng tích tụ nhiều vào trong cơ thể. Và nó sẽ tích tụ ở dưới những, nó tích tụ ở trong tế bào, nó tích tụ ở dưới những cái mô mỡ, tích tụ ở trong những cái đường, trong cái phần hệ bạch huyết ở trong cơ thể của mình. Tiếp đến thì là chúng ta đang thừa mỡ. Thực tế là thừa mỡ thì chúng ta thấy được
Ở đây thì tôi cũng xin nói rõ một cái khái niệm mới về cái việc mà tạo mỡ của chúng ta. Chúng ta hình dung như thế này ạ. Ví dụ như bây giờ tôi nói rằng là cơ thể của chúng ta nó rất là hay. Khi mà độc tố đi vào trong cơ thể và nó ở mức là độ là nó bị ở mức độ là thừa, thì khi cơ thể không đào thải ra được thì độc tố nó ở bên trong. Thì không, cơ thể không thể nào mà để những cái độc tố đó nó bay nhảy bên trong được. Thì bắt đầu là cơ thể sẽ chuyển tất cả những cái độc tố đó về những cái mô mỡ và khóa nó lại, giống như là những cái nhà tù á, những cái nhà tù để giam tất cả những cái độc tố này lại. Đó là lý do vì sao mà mỡ được hình thành. Mỡ hình thành để mà làm, để mà dạng, để mà giữ tất cả những cái độc tố. Thì khi mà cái việc chúng ta sẽ thấy được rằng là có một số người á, nhìn khi nhìn bản thân họ, họ sẽ thấy là họ không có nhiều mỡ, họ nghĩ là họ khỏe, nhưng thực tế ra là mỡ nó còn có cả mỡ nội tạng nữa. Đó là khi độc tố nó ở trong tất cả những cái cơ quan bộ phận ở trong cơ thể như vậy, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái lớp mỡ nội tạng. Một số cái trường hợp mà có một số những cái trường hợp mà giảm cân á, thì chúng ta thấy rõ ràng là họ chúng đưa cho chúng ta những cái phương pháp giảm cân là họ sẽ đốt mỡ. Họ sẽ đưa cho chúng ta một số cái sản phẩm để đốt mỡ. Thế nhưng mà thực tế khi mà họ đốt mỡ, khi mà họ đốt mỡ như vậy, thì có phải rằng là họ khoảng bẻ khóa ra, họ bẻ những cái vòng, tức là họ bẻ mở khóa cho những cái nhà tù ra. Nhưng thực tế thì những cái tù nhân á, họ không có xử lý. Thì điều đó dẫn đến gì ạ? Những cái tù nhân họ bắt đầu nó lại chạy toán loạn ở bên trong. Thì bây giờ cơ thể nó lại tiếp tục, nó lại đến một cái vị trí cơ thể lại tiếp tục tạo ra những cái mô mỡ để khóa tất cả những cái độc tố này lại. Thế nên là khi chúng ta hiểu được cái nguyên nhân mà của cái việc mà tạo ra mỡ, thì chúng ta hiểu rằng là cái việc mà chúng ta, nếu mà chúng ta đào thải được những độc tố, thì chúng ta dùng một số những cái biện pháp để chúng ta đào thải được những cái độc tố đó ra. Tức là giống như là chúng ta diệt được những cái tù nhân đó, chúng ta loại bỏ được những tù nhân đó đi. Thì khi đó những cái nhà tù của chúng ta nó không còn tù nhân nữa, thì lúc đó chúng ta sẽ đưa vào những cái biện pháp để mà chúng ta đào thải. Chúng ta kiểu như là làm cho, tức là chúng ta đưa vào những cái biện pháp để mà chúng ta đốt mỡ đi, chúng ta bỏ cái nhà tù đó, thì tự khắc rằng là mỡ nó sẽ không hiện, nó không xuất hiện ra. Đây là một trong những cái khái niệm mới về mỡ. Thế nên là chúng tôi vẫn thường hay nói một cái câu là mỡ là một món quà. Bởi vì thực tế rằng là mỡ là cái nơi mà chứa rất là nhiều độc tố. Nên khi những cái người mà béo phì hoặc những người mập á, chúng ta hay thấy là họ bị rất là nhiều cái bệnh. Đó là nguyên nhân, là lý do là bởi vì bên trong cơ thể của họ nó quá nhiều độc tố và quá nhiều chất độc hại. Thì khi mà họ đào thải được những cái độc tố đó ra, thì dần dần là những cái lớp mỡ của họ nó sẽ được giải quyết. Đồng thời là họ sẽ đốt mỡ và thải độc, thì nó sẽ được giải quyết rất nhiều. Và cuối cùng là chúng ta thừa đạm. Thì cái điều này là điều mà chúng ta thấy rất là rõ. Hiện tại, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rõ một điều rằng là trong một cái bữa ăn của chúng ta, gần như là một ngày chúng ta ăn 3 bữa chế biến. Trong cái ba cái bữa chế biến như vậy á, thì hầu như là cái lượng đạm nó chiếm gần như là 50% cái thức ăn, cái bữa ăn của mình. Nhưng mà thực tế ra thì một con người không cần quá nhiều một đạm trong một ngày như vậy. Thông thường chúng ta chỉ cần khoảng nếu mà tôi ước chừng thì chưa tới một lạng thịt cho một ngày. Thế thì cái việc mà khi mà chúng ta cho một ngày, thì tức là khi mà chúng ta ăn quá nhiều cái lượng đạm như vậy thì nó dẫn đến dư thừa. Đó là trường hợp mà đôi khi có một số trẻ không những rằng là bố mẹ cho ăn ăn đạm nhiều, bố mẹ lại còn cho uống sữa, tức là ăn rất là nhiều, ăn phô mai rồi thì ăn ăn váng sữa, ăn rất là nhiều thứ để cho bé nó được khỏe. Nhưng thực tế ra thì là mình đang làm cho bé quá dư thừa đạm. Nên một số trẻ nhỏ nó rất là béo, nó rất là mập, người lớn của mình nhìn như vậy thì thấy ô đứa bé nó ngoạ, nó tốt quá, ô đứa bé nó tròn chỉnh quá. Nhưng mà thực tế ra là chúng ta đang tiếp tay để mà làm cho cơ thể của nó bị quá tải trong cái việc mà chuyển hóa những cái lượng đạm đó vào, và cũng tiếp tay là cũng sẽ làm cho chúng ta bị thiếu đi một số những cái chất. Và thực tế trong cái việc mà chúng ta đang có những cái bệnh này, ngoài cái việc thừa đó thì chúng ta đang thiếu gì ạ? Thiếu những cái vi chất dinh dưỡng, thiếu những chất xơ và thiếu những hoạt chất sinh học. Vi chất dinh dưỡng ở đây nó giống như là tất cả những cái vi khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ví dụ như chẳng hạn như là một cái canxi đi, chẳng hạn như một người trung bình,
tất nhiên rằng là cơ thể của mỗi người thì khác nhau, sẽ có những cái người có cần những cái lượng canxi khác nhau, mà thông thường một người lớn trưởng thành thông thường khoảng 1000mg canxi một ngày. Vậy thì khi mà chúng ta ăn quá nhiều đạm như vậy, chúng ta có thể ăn được những cái thực phẩm khác để mà chứa được canxi không ạ? Mặc dù canxi, có một số người nói với tôi canxi là một cái chất mà rất là dễ có, nó có trong thực phẩm, ngay cả trong cái việc mà chúng ta hô hấp nó cũng có cái lượng canxi ở trong đó. Nhưng mà thực tế ra thì chúng ta nhìn thấy cái môi trường của chúng ta nó cũng không sạch nữa. Ngay cả việc môi trường của chúng ta, ngay cái không khí chúng ta hít thở nó cũng không sạch. Nên là cái việc mà chúng ta dù có hấp thụ một số cái chất khi mà trong cái quá trình chúng ta hô hấp hít thở đi nữa, thì bên cạnh đó nó vẫn có những cái chất độc, những cái chất độc hại trong cái không khí của chúng ta. Và ngay cả như nước, chúng ta cũng có một cái hàm lượng canxi trong đấy, nhưng mà nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố mà nước của chúng ta cũng là những cái nước mà nó không tốt, và nó ấy nó cũng sẽ ảnh hưởng. Bên cạnh đó là chúng ta còn thiếu chất xơ. Chất xơ là ví dụ như là một số những cái rau củ quả mà thông thường là chúng ta hay thường rau chúng ta hay thường nấu lên. Chúng ta nấu bởi vì chúng ta sợ là nó có nhiều cái chất không tốt, nên chúng ta cần phải nấu lên cho nó sạch. Nhưng mà thực tế ra thì tất cả những rau củ quả chúng ta cần phải ăn sống, bởi vì chỉ có ăn sống như vậy chúng ta mới tạo được những chất xơ thôi. Còn khi mà chúng ta nấu chín như vậy thì gần như là chúng ta sẽ mất hoàn toàn những cái vi chất dinh dưỡng khoáng chất cần thiết cho ở trong những cái rau củ quả của mình. Và hoạt chất sinh học ở đây chúng ta giống như là những cái sản phẩm mà lên men, những cái sản phẩm lên men tự nhiên để tạo ra những cái chất chống oxy hóa, thì chúng ta gần như chúng ta không có những cái hoạt chất sinh học đó. Và một trong những cái điều nữa mà chúng ta đang bị dư thừa đó là stress. Ngoài cái việc chúng ta thừa độc tố, thừa mỡ, thừa đạm, và chúng ta thiếu những vi chất dinh dưỡng, chất xơ hoặc chất sinh học, thì chúng ta lại bị dư thừa quá stress. Stress ở đây là do nhiều khi do những cái yếu tố từ môi trường tác động, chúng ta cũng có thể dẫn đến là chúng ta bị stress nè. Chúng ta làm việc quá sức, chúng ta trong cái thời đại mà thời điểm này rồi thì những cái môi trường sống ở thành thị thì cũng dẫn đến là chúng ta bị stress. Tức là khi mà xung quanh chúng ta chỉ đều là những cái cao ốc, chúng ta không có những cái khoảng không gian, không có tiếp xúc, như ngay cả trẻ con, thực sự ra trẻ con cũng bị stress chứ không phải là không, bởi vì khi chúng ta giam cầm nó ở trong nhà của chúng ta cho nó chơi điện thoại, cho nó sử dụng những cái sản phẩm về công nghệ, thì thực tế ra những cái sản phẩm đó nó tạo ra những cái sóng, thì những cái sóng đó nó cũng sẽ làm cho cho đứa trẻ đó nó cũng sẽ một cái dạng như là một cái tình trạng là bị stress nhẹ. Nhưng mà thực tế ra chỉ có khi nào mà chúng ta đưa được nó ra ngoài trời, chúng ta cho nó lại gần gũi với thiên nhiên, gần gũi với cây cối, và bản thân chúng ta cũng phải có những cái khoảng không gian mà chúng ta phải gần gũi với thiên nhiên, gần gũi cây cối, thì đó mới là những cái lúc mà chúng ta mới giảm trừ được những cái stress. Nhưng mà chúng ta chưa có hiểu được những điều đó, nên thông thường là những cái người mà ở thành thị thông thường là sẽ bị stress nhiều hơn là những cái người ở nông thôn. Và stress không có nghĩa rằng là chúng ta làm việc quá sức mà chúng ta bị, mà đôi khi rằng là chúng ta trong cái việc mà sinh hoạt của chúng ta cũng có thể bị stress ạ. Và đây là những cái giai đoạn để đi từ cái việc khỏe mà đến mất thích nghi, đến cái việc mà chúng ta gây bệnh. Thì để mặc một cơ thể mà bệnh thì đầu tiên ra cơ thể của chúng ta sinh ra hầu như là cơ thể chúng ta là khỏe. Rất là nhiều, không có phải rằng là cứ một số người thì bị những cái bệnh về bẩm sinh. Nhưng mà nó chỉ là một cái số ít thôi, thông thường chúng ta là cơ thể khỏe. Và để đến một cơ thể khỏe như vậy thì chúng ta do cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng là bị mất thích nghi. Tức là bắt đầu hắt hơi, sổ mũi, bắt đầu có những cái triệu chứng mà dị ứng, bắt đầu không được khỏe nữa, sẽ gọi là mất thích nghi. Thì khi sau khi mà đến cái giai đoạn mất thích nghi, chúng ta sẽ đến cái giai đoạn ủ bệnh. Ủ bệnh có nghĩa là cái bệnh nó đã đầu tìm ẩn ở trong đó nhưng mà chúng ta không để ý đến. Và thông thường nó sẽ không thấy rõ cái bệnh này. Và đến cái giai đoạn ủ bệnh xong thì bắt đầu nó chuyển sang cấp tính. Cấp tính là cái dạng bắt đầu là chúng ta sẽ đi khám và chúng ta thấy rằng là bị gút cấp, bị xoang cấp hay gì đó. Những cái bệnh bắt đầu nó thể hiện ở cái giai đoạn cấp tính này. Và ở giai đoạn cấp tính này thì thông thường là chúng ta sẽ uống thuốc. Ở chút xíu tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái việc là tại sao chúng ta nên uống thuốc và thời điểm nào thì nên uống thuốc và thời điểm nào thì không nên uống thuốc. Thì khi mà đến cái giai đoạn cấp tính, nếu như mà bản thân các anh chị cũng không có biết giữ cho cơ thể của mình được được thực sự là khỏe lên, làm cho cơ thể của mình nó lên, nó khỏe lại,
thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn là giai đoạn mãn tính. Thì thực tế từ cái việc mà để một cơ thể khỏe đến một cơ thể mãn tính như vậy á, nó sẽ mất một cái thời gian rất là dài. Nó không phải tự nhiên mà chúng ta đang là một cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn tự nhiên chúng ta trở thành một cái cơ thể bị những cái bệnh mãn tính rồi. Không phải tự nhiên chúng ta đang khỏe mà tự nhiên chúng ta bị ung thư. Ở đây tôi nói nếu mà cái giai đoạn mà các bạn nhận biết là các bạn khỏe, thực tế ra là các bạn đã ở trong cái giai đoạn ủ bệnh này nè. Cái khỏe mà do chúng ta cảm nhận được là chúng ta đang ở giai đoạn ủ bệnh này. Chứ còn tôi đang nói cái giai đoạn khỏe mà khỏe thực sự, cơ thể của chúng ta thực sự là khỏe cơ thể. Thì để một cơ thể khỏe thực sự mà đến cái giai đoạn mãn tính đó, thông thường nó phải mất từ 10 đến 20 năm. Nó mới chuyển sang được cái mà mãn tính. Và nếu như mà chúng ta biết cách để làm cho một cái cơ thể nó khỏe, một cái cơ bệnh mãn tính mà nó có thể quay trở lại cơ khỏe khỏe được, thì thông thường nó sẽ mất khoảng 6 đến 1 năm rưỡi. Từ cái điều này chúng ta nhìn thấy được điều gì ạ? Cơ thể của chúng ta rất là thông minh. Chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ tất cả những chất cần thiết cho cơ thể, chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ những cái điều mà cơ thể muốn, cơ thể sẽ tìm cách tự là phục hồi lại. Tại vì trong cơ thể của chúng ta có cái khả năng tự phục hồi. Nên là chỉ cần chúng ta cung cấp đầy đủ tất cả những cái chất dinh dưỡng cần thiết, tất cả những cái điều mà cơ thể mong muốn, tập thể dục, uống nước đều, cung cấp tất cả những cái chất dinh dưỡng cần thiết, những chất xơ, những cái hoạt chất sinh học, chúng ta làm đầy đủ những cái điều mà chúng ta thiếu ở kia chúng ta làm, đồng thời chúng ta loại trừ tất cả những cái độc tố ra, chúng ta không có giảm bớt mỡ đi, chúng ta không ăn quá nhiều đạm dư thừa, quá đạm, nhiều đạm nữa, thì tự động cơ thể của chúng ta trong vòng từ 6 tháng cho đến 1 năm rưỡi chúng ta sẽ quay trở lại cái trạng thái khỏe. Đó là lý do vì sao mà một số tư vấn viên của Siri hay thường kể rằng là tôi đã sử dụng sản phẩm của Siri thông thường là khoảng 6 tháng đến gần 8 tháng, 9 tháng, như bản thân của tôi đã sử dụng sản phẩm Siri được khoảng gần 1 năm rồi. Thì gần như là một số cái bệnh của tôi bắt đầu là nó có chuyển biến rất là tốt và nó không còn bị tái phát nữa. Và đây là một cơ thể khỏe. Nếu mà chúng ta đưa vào trong cơ thể của chúng ta những cái đầu vào xấu, ví dụ như là như lúc nãy tôi nói á, là cái việc mà chúng ta đưa những cái độc tố vào trong cơ thể nè, chúng ta đưa những cái chất làm cho cơ thể chúng ta bị có nhiều mỡ nè, nhiều đạm nè, thì nó sẽ ra được những cái đầu vào xấu, thì điều đó nó sẽ dẫn đến cái gì ạ? Rối loạn những cái trao đổi chất. Làm khi mà chúng ta bị rối loạn trao đổi chất thì sẽ làm gì ạ? Tế bào của chúng ta sẽ bị suy yếu, dẫn đến là tế bào của chúng ta sẽ lão hóa. Thì khi tế bào lão hóa thì hệ miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy giảm và các cơ quan chức năng trong cơ thể cũng sẽ suy giảm. Từ đó chúng ta sẽ dẫn đến là bệnh tật. Vậy thực tế ra thì cơ thể của chúng ta cần những điều gì? Đó, mọi người sẽ nhìn thấy mọi bệnh tật xuất hiện đều là do cái việc suy yếu tế bào. Mọi người hãy ghi lại cái câu này đi ạ. Mọi bệnh tật xuất hiện đều do việc suy yếu tế bào. Có một số cái phương pháp họ nói rằng là chỉ cần thải độc, nhưng mà họ chỉ thải độc cấp độ đường ruột thôi. Họ không cải thải độc sâu đến cấp độ tế bào. Chính vì do như vậy mà sau một thời gian chúng ta thải độc xong, chúng ta thấy là nó vẫn, cơ thể của chúng ta nó vẫn có những bệnh, nó vẫn có những cái biểu hiện. Và sau đó khi mà những cái người khách của Siberia họ đến chia sẻ thì họ nói rằng là tôi cũng đã từng thải độc rồi mà nó không hiệu quả. Bởi vì thực tế ra họ chỉ mới thải độc cấp độ đầu tiên, đó là thải độc đường ruột thôi. Họ không đi sâu vào những cái phần sâu về cấp độ, những cái cấp độ thải độc bên khác sâu bên trong nữa, nên thành ra là cơ thể của họ nó chỉ cái đường ruột của họ nó sạch thôi, còn những cái cơ quan bộ phận khác trong cơ thể nó vẫn có những chất độc tố và nó không thải ra được. Vậy thì đầu vào tốt của chúng ta sẽ gồm có gì ạ? Đầu vào tốt của chúng ta sẽ gồm có dinh dưỡng, nước và oxy. Đây là ba yếu tố mà cơ thể của chúng ta cần. Đây là ba yếu tố duy nhất mà cơ thể chúng ta cần. Thứ nhất là dinh dưỡng, thứ hai là nước và thứ ba là oxy. Cái việc mà để tôi sẽ nói về cái phần dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì chúng ta sẽ gồm có gì ạ? Dinh dưỡng chúng ta sẽ gồm có thực phẩm và thức ăn. Ở đây mọi người có thể chụp lại cái này. Ở đây tôi phân biệt giữa thực phẩm chức năng và thuốc. Điều này cho thấy một cái điều gì ạ? Thực phẩm nó là cái gì? Nó là những cái sản phẩm mà chúng ta qua quá trình chế biến chúng ta ăn hàng ngày. Nhưng mà thực tế ra ở trong thực phẩm thì chúng ta sẽ thấy rõ là có một số cái khi mà chúng ta chế biến như vậy thì chúng ta
đôi khi chúng ta sẽ không loại bỏ được những cái chất mà bất lợi, mà đôi khi có những một số cái thực phẩm mà khi chúng ta chế biến có một số chất nó bị biến đổi từ là chất có lợi nó chuyển thành chất không lợi trong cái quá trình chế biến của chúng ta. Cũng như là cái việc mà nói như vậy thì không có nghĩa rằng là nếu vậy thì tôi không ăn, bởi vì thực tế ra thực phẩm nó gần như là chiếm một cái nhu cầu tối đa, nhu cầu thiết yếu mà tất cả chúng ta đều cần phải dùng. Tuy nhiên rằng nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ rằng là chúng ta ăn như vậy đã là đủ rồi. Có một số người hay nói với tôi rằng là em ăn uống rất là tốt, em sử dụng mà em tự trồng rau để em ăn, em tự nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt gì đó để em ăn. Hoặc một số người nói rằng là em ăn chay rồi, em ăn chay nên là người em khỏe lắm, em không ăn đạm, em không ăn thịt nên là người em rất là khỏe. Nhưng mà thực tế ra các bạn nên cần hiểu rằng là có một số chất nó không có trong cơ thể, nó không có trong những cái thực phẩm mà chúng ta chế biến ra. Ngoài ra bên cạnh đó lại có một số những cái chất mà khi trong quá trình chế biến của chúng ta làm mất đi, hoặc chúng ta có những cái chất mà thực phẩm mà chúng ta không thể loại bỏ được, những cái chất có hại cho cơ thể, thì chúng ta cũng ăn vào như vậy thì nó cũng vẫn ảnh hưởng. Chứ không phải rằng là bạn cứ ăn những cái rau mà bạn nấu. Bên cạnh đó thì những cái sản phẩm mà bạn tự nấu, gọi là tự cung cấp. Ví dụ như ở nhà tôi thì tôi có một cái mảnh vườn thì hầu như là tất cả các loại rau là tôi đều lấy từ đó. Rồi thì nó còn nuôi cả cá, nuôi cả gà, nó kia ở đó hết. Nhưng mà thực tế ra thì không phải cứ như vậy là chúng ta khỏe đâu ạ. Bởi vì chúng ta cần hiểu là ngay cả nguồn nước, đâu có phải là chúng ta có một nguồn nước sạch đâu ạ. Đúng không? Rồi thì ngay cả cái việc mà đất chúng ta cũng không phải là đất của chúng ta sạch. Đất của chúng ta, nước của chúng ta ở Việt Nam nó khác hoàn toàn ở Tây Tạng. Mà ngay cả ở Sài Gòn nó cũng khác hoàn toàn với ở trên Đà Lạt nữa. Ngay cả từng vùng miền nó đã khác nhau, từng nước nó cũng đã khác nhau rồi. Nguồn không khí nó cũng đã khác nhau. Chúng ta đi về quê á, chúng ta hít thở chúng ta cũng cảm thấy rất là dễ chịu. Quê tôi thì ở Hà Nội. Nhưng mà quê chồng của tôi thì ở Nam Định. Mà mỗi lần tôi về quê chồng thôi là tôi đã cảm thấy rất là dễ chịu rồi. Bởi vì thực sự cái không khí ở dưới đó không có bị ô nhiễm, tức là so với cái sự ô nhiễm nó không bị ô nhiễm nhiều như là ở trong Sài Gòn. Nên cái đợt mà khi mà tôi sử dụng cái sản phẩm mà thời gian đầu lúc mà tôi dùng cái bộ sản phẩm về hô hấp á, thì khi mà tôi đi về Nam Định thì là tôi không thấy một cái triệu chứng tôi bị ho nữa. Tại vì khi tôi dùng được khoảng hơn một tháng thì bắt đầu tôi ho rất là nhiều, nó thải độc và nó bắt, tức là tôi ho rất là nhiều luôn. Mà đúng cái đợt đó là đúng cái đợt mà bắt đầu cái thời điểm Covid á, thì là khi tôi ho nhiều quá như vậy tôi cũng sợ nữa, tôi cũng không biết rằng là mình có phải là mình bị nhiễm gì không. Mà thực tế tôi ho từ trước khi mà cái dịch Covid đó nó bắt đầu. Thì tôi về đến Nam Định thì gần như là tôi không bị cái triệu chứng ho nữa. Tôi nghĩ là như vậy là tôi khỏe rồi, nghĩ rằng là nó đã thải độc xong rồi. Nhưng mà khi tôi vừa mới từ Nam Định tôi quay trở về Sài Gòn, tôi vừa đặt chân ngày hôm trước ngày hôm sau tôi ho lại từ đầu. Điều đó chứng tỏ một điều rằng là ở cái môi trường sống, đặc biệt là như ở Hồ Chí Minh, cái môi trường sống nó rất là bẩn và nó rất là độc hại. Nên khi mà tôi hít hải thở không khí vào những cái chất ở những cái trong cái môi trường sống đó là bắt đầu tôi lại những cái chất độc hại nó lại vào trong cơ thể tôi, và điều đó nó dẫn lại đến tôi ho tiếp. Và tôi tiếp tục tôi ho trong vòng khoảng 3 tháng. Tổng cộng tôi ho là khoảng 4 tháng liên tục. Cứ đến khoảng tầm 10 12 giờ đêm là bắt đầu tôi ngồi dậy tôi ho. Tôi ho có lúc tôi ho đến 1 2 giờ sáng. Tôi ho mà đến mức mà chồng tôi còn bảo rằng là em đi làm về sản phẩm về sức khỏe mà em ho như vậy thì làm sao mà ai mà tin được. Và đến lúc mà mình cũng không biết hay là mình có một cái bệnh gì đó rất là nặng ở trong cơ thể không, nhưng mà tôi vẫn tin rằng là đây là một trong những cái biện pháp mà để nó đang thải độc ra. Và trong vòng đến tháng thứ tư thì tự nhiên một ngày đẹp trời là tôi im bặt, tôi không ho nữa, và đến thời điểm bây giờ là gần như tôi không ho. Và tôi nhận thấy rằng là cái hô hấp của tôi nó tốt lên. Bây giờ là đến giai đoạn sau khi nó thải độc xong rồi thì nó sẽ bổ trợ cho tất cả những cái cơ quan bộ phận về hô hấp của mình. Thì thấy rõ rằng cái hô hấp của mình nó tốt lên rất là nhiều. Tôi không còn bị những cái bị dị ứng hoặc là bị hắt hơi sổ mũi. Giống như là ngày xưa mà khi mà thời tiết thay đổi hay gì là tôi đã bị sổ mũi, thì bây giờ gần như là tôi không bị những cái đó nữa. Thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt luôn về thuốc. Chúng ta thấy rõ ràng một điều rằng là một số người đang bị lạm dụng thuốc rất là nhiều. Ví dụ chẳng hạn như là đau đầu, nhức đầu gì các bạn cũng dùng thuốc. Và các bạn nói, các bạn nghĩ rằng là cái thuốc như vậy thì nó cũng sẽ tốt. Nhưng mà thực tế ra mình tưởng tượng nè, giống như là cái sản phẩm mà, để tôi nhớ coi. Ví dụ như chẳng hạn như bây giờ nhà của chúng ta cháy đi.
Thì bây giờ chúng ta làm gì ạ? Chúng ta đi dập lửa hay là chúng ta đi tắt cái chuông báo cháy? Vậy thì cái việc mà nhức đầu á, nó là cái chuông báo cháy để cho chúng ta biết rằng cơ thể của chúng ta đang bị một cái vấn đề gì đó. Thì thay vì như vậy chúng ta lại đi uống một cái sản phẩm để nó bớt đi cái cảm giác nhức đầu. Tức là chúng ta đi tắt cái chuông báo cháy đi, nhưng mà chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân của cái bệnh. Đó là lý do vì sao mà cái bệnh của chúng ta nó vẫn cứ hiện hữu ở đó. Trong khi đó thì cứ lâu lâu nó lại bị nhức đầu, lâu lâu nó lại bị đau này đau kia. Nhưng mà thực tế ra thì chúng ta chỉ đi tắt cái chuông báo cháy của mình. Tôi có 8 năm để mà tìm hiểu về sức khỏe, và tôi không có dùng thuốc. Tức là nói chung tôi không có lạm dụng thuốc trong vòng 8 năm đó. Là cái thời điểm mà đứa thứ hai của tôi khi mà nó, tức là khi mà bé nó bị về phổi và tôi phải đi quá nhiều lần. Tức là một tháng nào nó cũng bị viêm phổi hết và vào bệnh viện. Thì khi đó bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu về cái việc là sử dụng, tức là không sử dụng thuốc. Và trong vòng từ cái thời điểm mà bé được 9 tháng cho đến hiện tại bây giờ là bé 8 tuổi, là gần như bé không sử dụng bất cứ một viên thuốc nào, đặc biệt là kháng sinh, gần như là không sử dụng. Và nên là ở đây thì chúng ta cần phải hiểu là khi chúng ta có một cái bệnh, chúng ta hiện ra những cái triệu chứng á, thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân của cái triệu chứng đó. Và thuốc thì nó chỉ là chấm dứt cái triệu chứng thôi, nó không thể nào mà chữa được cái nguyên nhân thực sự của cái bệnh. Thế nên chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta không phải là để dứt cái triệu chứng, mà chúng ta phải đi tìm hiểu cái nguyên nhân đó. Và cái nguyên nhân gốc rễ đó thì thực phẩm chức năng sẽ là một trong những cái công cụ để giúp cho chúng ta, hỗ trợ cho chúng ta trong cái việc mà chúng ta làm cho cái bệnh của chúng ta được tốt hơn, làm cho chúng ta khỏe hơn và giảm trừ được cái việc mà bị bệnh của mình. Và đây là việc chúng ta uống nước, thì không phải là cứ uống nước sạch là được ạ. Thông thường các bạn hay uống những cái nước, ví dụ chẳng hạn như là ở đây như là nước La Vi với là nước Aqua đi, thì nó cũng khác nhau nữa. Bởi vì là nước, chúng ta nên uống những nước, đặc biệt là những nước mà kiềm thì nó sẽ tốt hơn. Những nước mà có độ pH từ 7.365 trở lên thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì cái độ pH này thì nó sẽ là cái độ pH tương đương với độ pH trong máu, nên là tất cả những cái nước này nó sẽ thẩm thấu qua máu và nó sẽ hỗ trợ trong cái quá trình trao đổi chất cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta uống những cái loại nước mà nó có độ pH dưới á, thì khi đó cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó lại phải chuyển đổi, làm cho cái nước này nó chuyển đổi sang để nó phù hợp với cái độ pH trong máu thì nó mới thẩm thấu được. Thì khi đó là nó gần như là kiểu chúng ta uống được bao nhiêu nước thì nó thải ra bấy nhiêu nước. Nên là những cái nước, ví dụ như là nước tinh khiết thì chúng ta chỉ nên để dùng để rửa mặt thôi và không nên sử dụng. Và đặc biệt rằng là nếu mà nhà nào mà cảm thấy là có điều kiện thì chúng ta nên gắn một cái máy lọc nước thì là tốt nhất. Còn nếu không thì chúng ta nên sử dụng nước khoáng, nó sẽ tốt hơn là những cái nước tinh khiết, đặc biệt là những cái nước mà chúng ta lại nấu, tức là nước máy xong chúng ta đem nấu lên thì nó càng là không có những cái chất gì cần thiết cho cơ thể hết cả. Và đây là việc chúng ta tập thể dục. Một số người nói rằng là tôi ăn được rồi, tôi ăn đủ rồi, tôi cũng không cần, tại vì tôi lười tập thể dục lắm. Nhưng mà thực tế là tập thể dục là một trong những cách để cho chúng ta giảm stress, chúng ta có thể là tăng được cái oxy trong lên, chúng ta giúp cho chúng ta hít thở oxy được nhiều hơn, thì giúp cái việc mà oxy hít thở nhiều hơn thì sẽ chữa được rất là nhiều bệnh. Thực tế ra lúc trước, trước khi mà tôi có làm về series thì tôi có khoảng chừng khi mà con trai thứ hai của tôi nó bị bệnh thì nó đã từng bị phỏng đoán là nó bị về tổn thương não, nó gần giống một cái bệnh về tự kỷ, kiểu giống dạng như là nó một cái dạng nó kiểu như là mấy bạn mà bị đau đau á, một cái dạng như vậy thôi. Thì khi đó thì tôi có tìm hiểu về những cái nguyên nhân về tự kỷ, những cái nguyên nhân mà bị về tăng động, thì lúc đó tôi hiểu rằng là khi chúng ta hít thở oxy nhiều nó cũng sẽ có một cái cơ chế tự chữa lành, giúp cho tất cả những cái bệnh của chúng ta nó được tự động chữa lành. Nên là tôi rất là kêu gọi tất cả những cái tư vấn viên của mình, chúng ta hãy dành ít nhất là 30 phút để chúng ta tập thể dục. Chúng ta hãy dành 30 phút để chúng ta tập thể dục. Nếu mà các anh chị lớn tuổi thì có thể chúng ta tập những cái động tác nhẹ, nó có cái suối nguồn tia trẻ cũng rất là nhẹ để có thể chúng ta tập. Còn không, chúng ta tập yoga, chúng ta có thể chạy, chúng ta có thể tập gym, tập bất cứ cái gì. Nhưng mà ít nhất là 30 phút cho đến 1 tiếng để mà chúng ta tập thể dục, điều đó sẽ giúp cho cơ thể của các anh chị khỏe lên. Và khi đó thì gần như là chúng ta ăn, giống như bác Sáng hay nói một điều là nếu như bạn uống 5 triệu tiền Siberia mà bạn không tập thể dục
thì coi như là hai bạn đi đái rồi, hết 3 triệu. Nên thực tế là nếu như chúng ta không tập thể dục thì nó sẽ không thể nào trao đổi chất, và nó làm cho cơ thể của chúng ta hấp thụ hoàn toàn những cái chất cần thiết cho cơ thể, cũng những cái chất cần thiết mà chúng ta bổ sung bằng thực phẩm chức năng được. Và như chúng ta thấy rằng là những cái, nếu mà đầu vào tốt thì chúng ta sẽ có cái gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái cân bằng về trao đổi chất, tế bào của chúng ta sẽ khỏe lên và trẻ lên. Chỉ cần cái trao đổi chất của chúng ta mà nó quay trở lại như cũ thì tự khắc tế bào của chúng ta sẽ khỏe. Và khi chúng ta tế bào của chúng ta khỏe thì lúc đó là chúng tế bào nó sẽ trẻ ra và nó sẽ tăng cường cái hệ miễn dịch, tất cả các cơ quan bộ phận trong cơ thể sẽ khỏe, điều đó dẫn đến là chúng ta khỏe mạnh. Đây là nguyên nhân vì sao mà mọi người hay nói là chúng ta sử dụng cái sản phẩm Siberi một thời gian, tự nhiên tất cả những bệnh tật của chúng ta tự nhiên nó không còn. Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng một thời gian, cái việc mà Siberi gần như là nó sẽ đào thải tất cả những độc tố, và sau đó nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta nó được khỏe bằng cách là sẽ giúp cho tế bào của chúng ta khỏe. Chúng ta có những cái sản phẩm mà làm trẻ hóa tế bào ạ, thì nó sẽ là những cái chất chống oxy hóa và làm cho tế bào của chúng ta nó khỏe lên, nó sẽ bảo vệ tất cả những tế bào khỏe, nó loại trừ tất cả những cái tế bào yếu, những tế bào mà đã bị suy thoái rồi, và đồng thời những cái tế bào mà nó đang còn chớm chớm nữa, yếu nữa, khỏe thì nó sẽ bao lại và nó phục hồi lại những tế bào đó. Nó sẽ giúp cho cái việc mà tăng hệ miễn dịch lên và làm cho cơ thể của chúng ta, những cái cơ quan bộ phận nó sẽ khỏe ra. Và chính vì lý do đó mà tự nhiên cơ thể của chúng ta nó sẽ khỏe, và cái khỏe này nó sẽ là khỏe tự nhiên. Nó không phải là khỏe là do cái việc mà thuốc uống vào và chữa dứt cái triệu chứng. Và ở đây chúng tôi xin phép được nói về một số cái đặc điểm về vùng miền. Cái vùng miền này thì nếu mà trong một số cái OPP bữa giờ chúng ta nghe thì chúng ta cũng thấy rõ về cái đặc điểm của vùng miền rồi. Siberia nó là một cái vùng đất mà rộng lớn hơn cả Trung Quốc và Mỹ. Nó gấp đôi khoảng, nó gấp khoảng 40 lần diện tích của Việt Nam. Và ở đây là cái nơi mà quy tụ nhiều cái địa danh nhất, nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như là cái rừng Taiga là rừng lớn nhất trên thế giới. Nó có hồ Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất trên thế giới, và bên cạnh đó thì nó có 4 trên 10 con sông lớn nhất trên thế giới chảy ra, và nó có nhiều những cái rạch nhỏ, thành ra là nó có cái trữ lượng nước ngọt chiếm 30% trữ lượng nước ngọt trên toàn thế giới. 30% này được hiểu như thế nào? Nếu như trên thế giới không còn nước ngọt nữa, chúng ta hiểu nước ngọt là rất là cần thiết, và hiện tại bây giờ thì cái tỷ lệ mà nước ngọt đang ngày ngày đang dần dần bị cạn kiệt và bị mất dần. Thì nếu như mà trên thế giới không còn nước ngọt nữa thì riêng cái vùng đất Syria nó có thể cung cấp được cho toàn bộ người dân trên thế giới trong vòng khoảng 40 năm về trữ lượng nước ngọt. Điều đó cho thấy rằng là Syria đang có một cái lượng nước ngọt rất là lớn ở tại Syria, và bên cạnh đó thì nó có rất là nhiều cái công trình được UNESCO bảo vệ và công nhận, thành ra là nó gần như nó được bảo tồn, nên gần như cái vùng đất đó nó rất là hoang sơ, và nó không được những cái ngành công nghiệp, nó không được khai thác nhiều ở trong cái vùng đất này, cũng như là người dân, bởi vì cái nhiệt độ là có những cái thời điểm mà nhiệt độ âm 60 đến 70 độ C, và có những cái nó chỉ có 3 tháng là nhiệt độ mùa hè thì có thể là dương tới 40 độ C. Chính vì như thế mà nó cũng không có cái việc mà người dân ở đó cũng rất là khó, hầu như cái vùng đất đó là người dân cũng không ở nhiều, có nhưng mà không có nhiều, thành ra cái vùng đất này nó còn giữ được những cái nét hoang sơ và chưa có bị cái nền văn minh hiện đại đụng đến. Chính vì như vậy mà thảo mộc trở thành là một trong những cái nguồn tài nguyên mà quý hiếm còn lại duy nhất ở trên hành tinh này. Và đây là những cái thế mạnh của công ty Syrian. Ở công ty Siren thì chúng ta thấy rõ rằng là họ làm chủ về cái vùng nguyên liệu, bởi vì là họ được chính phủ cho phép họ khai thác cái vùng đất này cũng như là bảo tồn cái vùng đất này. Thực tế ra thì không phải công ty Siren là công ty duy nhất được khai thác cái vùng đất này, tuy nhiên nó là một trong số ít những công ty được khai thác những cái vùng đất này, và họ phải cái ký một cam kết là họ sẽ phải bảo tồn cái vùng đất này. Bên cạnh đó thì họ có 3 cái nhà máy sản xuất ngay tại đó. Họ có 3 cái nhà máy sản xuất, 3 cái tổ hợp dây chuyền với công nghệ hiện đại. Họ có 3 công nghệ, 3 cái nhà máy sản xuất ở đó. Thành ra là họ tự lấy nguyên liệu và sau đó họ đưa vào sản xuất luôn. Có một số công ty thì họ phải có một nguồn nguyên liệu nhưng mà sau đó họ phải chuyển qua một cái nước khác để họ sản xuất, thì dẫn đến là giá thành sản phẩm nó bị tăng lên. Nhưng tại Siberia
Điều này cũng dẫn điều này là để cho chúng ta thấy rằng là lý do tại sao mà giá thành của công ty, giá thành sản phẩm của công ty nó rẻ, bởi vì là ngay khi mà họ cung họ khai thác cái nguồn nguyên liệu á, thì họ cũng đã đưa vào những cái nhà máy sản xuất để mà họ sản xuất luôn, họ không phải qua những cái việc mà chuyển giao ở những cái nơi khác, thành ra là họ giảm được những cái chi phí. Bên cạnh đó thì họ có nguyên một cái viện nghiên cứu và với hơn 100 nhà khoa học, và tất cả những cái nhà khoa học này thì đều từ những cái viện hàn lâm khoa học của Nga. Nếu mà ngày hôm nay các anh chị có đọc báo thì các anh chị sẽ thấy rằng là hiện tại bây giờ chỉ có nước Nga và nước Mỹ là dám công khai rằng là trong, tôi không nhớ là nhớ không nhầm thì trong vòng tháng 9 hoặc tháng 10 chúng ta sẽ có vaccine để mà chữa cái bệnh về để chữa corona, cái bệnh virus corona. Thì đó là hai nước là Nga và Mỹ là hai nước duy nhất mà dám là tuyên bố là sẽ có vaccine và sẽ đưa ra. Điều này cho thấy một điều rằng là thực sự ra cái ngành khoa học của Nga, mặc dù là khoa học và y học ở Nga nó rất là phát triển, và Nga hiện tại còn đang đầu tư cho Việt Nam một cái máy để mà xét nghiệm vaccine virus corona, mà tức là chúng ta không cần phải đi gửi đi, mà chúng ta ngay lập tức chúng ta có thể kiểm tra ngay lập tức luôn cái người đó có bị hay không. Nên chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta hiểu rằng là ở Nga cái nền khoa học cũng như là những cái nhà khoa học của Nga, họ họ rất nó họ họ rất là tức là họ họ có một cái tiếp độ, họ rất là tiên tiến và họ rất là phát triển, và phát triển mạnh gần như là nhất trên toàn thế giới. Và tất cả những cái sản phẩm này hầu như là nó đều có bằng sáng chế, có những cái sản phẩm như bộ ba thanh lọc nó có ba bằng sáng chế, như Formula 4 nó có hai cái bằng sáng chế. Tất cả những cái sản phẩm này thì đều có bằng sáng chế. Bằng sáng chế ở đây có nghĩa là sao ạ? Thay vì chúng ta có một số sản phẩm ở những cái công ty khác á, họ họ đi mua sản phẩm từ những cái người chủ về, và sau đó là họ có thể họ biến tấu cái sản phẩm đó ra và họ không được giám sát về cái bản quyền tác giả. Nhưng riêng ở đây thì khi mà họ có bằng sáng chế và họ rất coi trọng về cái việc giám sát cái quyền tác giả đó, thì tất cả những cái nhà khoa học này họ sẽ kiểm soát về cái chất lượng, về cái việc mà giữa cái tác quyền của sản phẩm so với cái sản phẩm mà thực tế ra nó có cái sai lệch gì hay không, là tất cả những cái nhà khoa học này họ đều giám sát tất cả những việc đó. Chính vì như vậy gần như sản phẩm của chúng ta gần như là nó hoàn toàn nó giống như tất cả, giống như là những cái gì mà ở bằng sáng chế. Và đây là những thế mạnh của sản phẩm của Cyberon. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là cái việc là mức độ thanh lọc. Chúng ta có thanh lọc của chúng ta nó gồm có 3 mức độ. Đó là thanh lọc, 3 cấp độ là thanh lọc về về cái mức độ thanh lọc của chúng ta, thì chúng ta có thể thanh lọc được đường đường máu, thanh độ lọc cấp độ tế bào, cũng như là thanh lọc được những cái kim loại nặng. Thì chúng ta có 3 mức độ thanh lọc, đó là thanh lọc đường ruột, thanh lọc hệ bạch huyết và thanh lọc cấp độ tế bào. Chỉ duy nhất ở sản phẩm của Cyberon mới có 3 cái cấp độ thanh lọc này. Đôi khi có một thông thường là họ sẽ ở những công ty khác thông thường họ sẽ thanh lọc là cấp độ đường ruột. Tức là chúng ta thấy hay có một số những cái phương pháp thanh lọc như là thanh lọc bằng cách nhịn ăn nè, thanh lọc bằng cách là hạ thải độc từ đường hậu môn nè, chúng ta có thể cho cà phê uống ngừa cà phê nè, hoặc là chúng ta có thể nhịn ăn trong vòng vài ngày nè, rồi thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp gì mà đưa máy từ đường hậu môn và để làm sạch đường ruột. Thì tất cả những cái phương pháp đó thì là chúng ta chỉ là để thanh lọc cái đường ruột thôi, còn những cái đường máu, đường bạch hệ bạch huyết của chúng ta cũng, hoặc là như là những cái cấp độ tế bào của chúng ta, thì chúng ta không, hầu như là rất là ít những công ty họ có được cái chức năng này. Và riêng ở Cyberon thì cấp độ thải độc của chúng ta là gồm cả 3 cái cấp độ là đường ruột, hệ bạch huyết và cũng như là hệ đường tế bào. Bên cạnh đó thì chúng ta có cái khả năng nữa, đó là cái mức độ là chúng ta tạo ra năng, chúng ta năng lượng. Năng lượng tức là chúng ta có cái khả năng mà làm cho cơ thể thích nghi ngay được với môi trường. Đó, ví dụ như là sản phẩm Coen là cái sản phẩm mà có khả năng tạo ra năng lượng tức thì, tức là ngay tại thời điểm đó khi mà chúng ta đang cần phải thích nghi ngay với môi trường thì chúng ta sử dụng sản phẩm Coen. Điều này tôi thấy được là khi mà chúng tôi đi đi lên Tây Tạng á, thì lúc đó là cái nhiệt độ nó âm khoảng chừng 15 độ, và khi đó là tôi chạy một chút xíu nó bị giảm cái nhiệt, nó giảm độ cao á, thì nó dẫn đến nó bị oxy, nó bị loãng, và tôi
tôi cảm thấy rất là mệt. Thì khi đó tôi uống ngay khoảng 2 ống coen vào, thì ngay lập tức cái cơ thể của tôi, ngay lập tức luôn trong vòng 1-2 phút là tự nhiên cơ thể tôi nó khỏe lại và nó lại bình thường lại, nó thích nghi ngay được với cái môi trường ngay lập tức như vậy. Thì đó là cái khả năng mà hệ sinh thái của chúng ta để giúp cho chúng ta thích nghi được với cái môi trường, thích nghi cơ thể của chúng ta thích nghi được với môi trường, và cái khả năng cân bằng bằng để đưa cơ thể trở lại cái trạng thái ban đầu của nó. Và ở đây thì tôi xin phép được nói về cái công nghệ sản xuất. Thì công nghệ của sản xuất của Cyberon nó là gần như là công nghệ nghiền lạnh cryogen. Công nghệ nghiền lạnh có nghĩa là sao? Thông thường một số cái sản phẩm chúng ta sẽ nghiền bằng cách là đơn giản là họ lấy cái những cái nguồn thảo mộc đó và sau đó họ nghiền thôi. Thì khi mà nghiền thông thường như vậy nó sẽ tạo ra nhiệt. Và khi tạo ra nhiệt như vậy nó sẽ làm biến đổi một số chất ở trong cái thảo mộc của mình. Thế nên là họ mới đưa những cái sản phẩm của mình vào trong những cái lò. Những cái lò đó là lò lạnh và nó âm nhiệt độ âm tới 196 độ. Thì khi mà những cái lò lạnh như vậy họ sẽ nghiền ở cái nhiệt độ là cái nguồn nguyên liệu của họ nó đã được đông lạnh rồi. Họ sẽ nghiền nó với mức độ nghiền là nghiền nano siêu mịn. Nên là cái khả năng hấp thụ vào trong cơ thể nó đến 98%. Tức là cái mức độ nghiền của họ nó là cái mức độ nghiền rất là mịn. Chúng ta không phải là hoàn toàn tất cả những sản phẩm nó đều cái mức độ nghiền như vậy. Nhưng mà một số cái dòng sản phẩm. Chúng ta có thể, nếu mà các bạn có dùng cái viên Vital Germanium, các bạn có thể mở cái viên đó ra để kiểm tra, thì cái mức độ nghiền của nó rất là mịn. Hoặc là giống như là pho, chúng ta cũng có thể kiểm tra cái viên pho của chúng ta. Chúng ta mở ra, chúng ta sẽ thấy được cái mức độ nghiền của sản phẩm. Chính vì cái mức độ mà nghiền mịn như vậy nên là cái khả năng hấp thụ của sản phẩm gần như là nó vào trong cơ thể đến 98% ạ. Và đây là những cái nền tảng khoa học của sản phẩm Cyberon. Sản phẩm Cyberon nó có hai cái nền tảng khoa học lớn. Đó là cái việc y học cổ truyền. Gần như tất cả những cái sản phẩm của Cyberon đều đi theo cái y học cổ truyền của người dân Tây Tạng cổ. Họ sẽ đi theo tất cả những cái công thức y học cổ truyền của người dân Tây Tạng cổ. Và bên cạnh đó thì họ sẽ áp dụng một số cái nền khoa học y dược của hiện đại. Đó là bốn cái nền khoa học hiện đại, đó là khoa học về vi chất dinh dưỡng, khoa học về nội sinh thái, khoa học về thích nghi và khoa học về nhịp sinh học. Với cái bốn cái nền khoa học hiện đại này, họ cộng với lại cái y học cổ truyền dân tộc, họ sẽ tạo ra được những cái sản phẩm của Cyberon. Nên là một số người sẽ nói là sản phẩm của Cyberon nó sẽ giống như là thuốc đông y. Thì thực tế ra là 50% của nó là nó sẽ đi theo công thức của những sản phẩm đông y. Bên cạnh đó thì nó sẽ dùng những cái phương pháp khoa học thêm vào, làm cho cái sản phẩm của nó tăng được cái tính ưu việt của sản phẩm ra. Và nó, bởi vì là nó theo cái phương pháp cổ truyền đông y cổ truyền nên là nó rất là dễ hấp thụ vào trong cơ thể của mình và nó rất là thân thuộc đối với cơ thể. Thì đây là những cái kiến thức chung về sản phẩm của chúng ta. Thì tôi xin phép được chia sẻ tiếp về tất cả những cái dòng sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái dòng thanh lọc. Thanh lọc như chúng ta nói là thanh lọc chúng ta sẽ gồm có 3 cấp độ. Thanh lọc cấp độ thanh lọc cơ học, đó là thanh lọc về cấp độ đường ruột, sẽ gồm có trà amin, trà hô hấp nè, trà Curisai là trà về tiêu hóa, trà màu tím này nè, trà Azuhen này nè là trà về tim mạch, cái trà Nu này là trà về gan thận đường ruột. Tức là cái trà này nó có khả năng thải độc cấp độ, thải độc về cho cả tổng về gan thận và đường ruột thì chúng ta đều sử dụng cái sản phẩm này. Trà ở đây chúng ta sẽ có trà No là trà dành cho tràng ngủ, trà Em là trà gan. Trà Kubasai là trà tiểu đường. Chúng ta nhớ nha, cả trà Kurisai nó là trà tiêu hóa và trà Kubasai là trà về tiểu đường. Và trà này là trà nữ, dành cho tất cả những cái người mà hay bị bốc hỏa hoặc là một kinh nguyệt bị rối loạn không đều, hoặc là một số em bé mà đang tuổi dậy thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái sản phẩm trà này. Hoặc là chúng ta có trà khớp là trà Nomo
Uyan Momo là trà về cho khớp, và cái trà cuối cùng đó là trà trà T body, là trà dành cho cái việc mà đốt mỡ nội tạng và thải độc đường ruột. Đây là cái sản phẩm mà trà mà có khả năng thải độc mà mạnh nhất. Thì trà là ở mức độ thanh lọc cơ học, tức là thanh lọc đầu tiên chúng ta có thể sử dụng là cấp độ trà. Tiếp đến chúng ta sẽ có là thanh lọc hệ bạch huyết. Trong thanh lọc hệ bạch huyết thì chúng ta sẽ gồm có sản phẩm Superfluid, là gần như là cái sản phẩm mà thanh lọc chung hệ bạch huyết. Joy Comfort này là dành cho khớp. Defend này là dành cho tiêu hóa. Tất cả những cái gì liên quan đến tiêu hóa chúng ta sẽ sử dụng Defend. Và Inulin này là dành cho những người tiểu đường. Ở đây một số bạn sẽ hỏi rằng là hệ bạch huyết nó là cái gì? Chúng ta hình dung nó giống như là nếu như bây giờ cơ thể của chúng ta nó như một cái hồ cá vậy đó. Tất cả những cái bộ phận bên trong cơ thể nó là những cái tiểu cảnh ở trong cái hồ cá đó. Vậy thì nước ở trong cái hồ cá đó chính là cái hệ bạch huyết. Tức là hệ bạch huyết nó sẽ bao gồm cả hệ máu, máu trắng, những cái hệ chất nhờn ở trong cơ thể của chúng ta, nó đều là nằm trong thuộc cái hệ bạch huyết và nó phủ từ trên xuống dưới. Thì cái sản phẩm này nó có khả năng mà đánh, tức là nó thải độc cái hệ bạch huyết, nên nó có khả năng thải độc rất là mạnh. Vì như vậy chúng ta sẽ không sử dụng cái sản phẩm này chung với bất cứ một cái sản phẩm nào khác. Các bạn nhớ nha, chúng ta sẽ không sử dụng sản phẩm Pola này với bất cứ một cái sản phẩm nào khác, mà chúng ta sẽ sử dụng khi bụng đói. Cho nên chúng tôi thông thường chúng tôi sẽ khuyên tất cả các anh chị hãy sử dụng cái sản phẩm Poline, sản phẩm mà Essential Support này nè, chúng ta sẽ sử dụng và lúc sáng sớm khi chúng ta mới ngủ dậy, hoặc là khi mà chúng ta buổi tối khi mà chúng ta chuẩn bị đi ngủ, tức là khi mà chúng ta đã ăn khoảng trước khi sau khi ăn khoảng 2 đến 3 tiếng, tức là lúc đó bụng chúng ta đói thì chúng ta mới sử dụng sản phẩm này. Và chúng ta nhớ là không sử dụng sản phẩm này chung với bất cứ một sản phẩm nào khác, dù là thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hoặc là những cái sản phẩm chung của dòng của Cyberin chúng ta cũng không sử dụng chung với Essential Support nha. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ có bộ ba thanh lọc. Đây là thải độc cấp độ tế bào. Trong đó thì cái hộp màu cam này thì sẽ là thải độc những cái thành phần ở bên, những cái thành phần ở bên trong tế bào. Cái hộp màu xanh này nè là thải độc những cái không gian giữa các tế bào. Và cái sản phẩm màu xanh này nè là nó cung cấp tất cả những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tế bào. Mọi người ghi được không ạ? Và chúng ta sẽ uống cái này theo hướng dẫn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái dòng năng lượng ạ. Năng lượng của chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ có bộ 3. Chúng ta sẽ có những sản phẩm đẳng cấp. Đó là dòng siêu vitamin. Là cái sản phẩm mà cung cấp tất cả những vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và siêu vitamin hiện tại đang là cái dòng sản phẩm khá là tốt, và gần như tất cả những tư vấn viên của chúng tôi đều sử dụng cái sản phẩm này, vì nó khi bạn sử dụng thì bạn mới cảm nhận được cái khả năng mà cung cấp năng lượng ngay tức thì, cũng như là cái khả năng mà cung cấp tất cả những cái vi chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây là sản phẩm Neutrovision, là cái dòng sản phẩm mà sẽ hỗ trợ cho não và mắt. Như ông xã của mình khi sử dụng cái sản phẩm Neutrovision này thì hiện tại ông xã mình là bị cận và mổ cũng rất là lâu rồi, nên là bây giờ nhìn thì lâu lâu nhìn một chút xíu là mắt nó hay bị đau, tức là nó bị cay mắt rất là khó chịu. Thì bây giờ sử dụng sản phẩm Neutro này được khoảng 2 tháng thì nó không còn cái hiện tượng đó nữa, và mắt tức là mắt cảm thấy là bình thường và không còn cái hiện tượng mà bị mỏi mắt và bị cay mắt nữa. Và đây là cái sản phẩm Stress Relief, là cái dòng sản phẩm mà dành cho những ai mà bị stress hoặc là hay bị căng thẳng. Cũng như là dòng sản phẩm là 3D Cup, là dành sản phẩm dành cho tóc và móng. Thì nếu như là chẳng hạn như bản thân mình hoặc là như Anna khi sử dụng cái dòng sản phẩm này thì thấy là tóc con mọc ra rất là nhiều. Và đến mức mà như Anna là bạn còn phải đeo cả cái băng đô, bởi vì là tóc con mọc nhiều quá và lờm sờm quá nên phải đeo cả băng đô luôn. Và đây chúng ta dòng năng lượng chúng ta cũng sẽ có những cái sản phẩm mà bóc. Ví dụ như là Vision Box là sản phẩm dành cho mắt. Mama Box là những sản phẩm dành cho bà mẹ trong quá trình là mang thai cho con bú, hoặc là có ý định mang thai, hoặc là ví dụ như những cái phụ nữ mà sau khi sinh rồi nhưng mà muốn bổ sung một số cái vi chất dinh dưỡng cần thiết cho
cho bản thân thì cũng có thể sử dụng cái Mama Box này. Beauty Box là dành cho tất cả những chị em gái mà muốn làm cho da căng hơn, đẹp hơn, tóc về móng thì khỏe đẹp hơn ạ. Boon Box là những sản phẩm mà dành cho những cái người mà bị về tim mạch, huyết áp cũng có thể sử dụng Boon Box. IQ Box là dành cho cái việc mà cải thiện trí nhớ, những cái liên quan đến tuần hoàn não thì cũng có thể sử dụng IQ Box. Những cái người mà bị về thiếu máu não cũng có thể sử dụng IQ Box. Một số tư vấn viên của tôi khi sử dụng IQ Box thì họ cảm thấy là họ ngủ ngon. Tại vì ở trong IQ Box thì nó cũng sẽ hỗ trợ cái việc mà lưu thông máu huyết, nên điều đó cũng có thể dẫn đến một số trường hợp là họ sẽ cảm thấy là ngủ ngon và dễ ngủ khi mà họ sử dụng cái IQ Box này. Men Box là sản phẩm dành cho nam giới về tăng đề kháng cũng như là tăng cái cường sinh, tăng cường sinh lực cho nam giới. Immuno Box là sản phẩm mà tăng đề kháng, và hiện tại bây giờ là chúng ta đang bán rất là chạy cái sản phẩm Immuno Box này trong cái thời điểm mà dịch bệnh này, bởi vì cái khả năng mà tăng đề kháng của cái sản phẩm này rất là cao. Đã có rất là có một số cái tư vấn viên họ bị những cái bệnh liên quan đến viêm phụ khoa thôi mà họ sử dụng cái Immuno Box này mà họ cũng hết. Và như bản thân của tôi, cái thời điểm mà tôi phải chữa về cái hô hấp của mình thì tôi cũng có sử dụng cái Immuno Box này, và nó cũng sẽ nó đã hỗ trợ cho rất là nhiều trong cái quá trình mà chữa cái bệnh đó của mình. Step Box là dành cho những người mà liên quan đến cái việc mà về mạch, liên quan về khớp hoặc là giãn tĩnh mạch, chúng ta cũng có thể sử dụng cái Step Box này. Và đây là Coen, là sản phẩm mà tăng năng lượng tức thì. Như lúc nãy là tôi cũng có nói về cái sản phẩm này rồi ạ. Và đây là cái sản phẩm mà uống, và chúng ta sẽ dùng sản phẩm này là chúng ta sẽ cho cái sản phẩm này vào dưới lưỡi. Nó sẽ, tại vì lưỡi chúng ta có rất là nhiều cái mao mạch, nó sẽ ngấm ngay lập tức. Nên là chúng ta cho vào dưới lưỡi và chúng ta, tức là chúng ta nhỏ ở ngay dưới lưỡi chúng ta và chúng ta dùng. Thì khi đó là nó sẽ tăng năng lượng ngay tức thì cho mình. Và đây là những cái dòng cân bằng ạ. Dòng cân bằng chúng ta sẽ đi đầu tiên đó là dòng cân bằng về nhịp sinh học. Chúng ta sẽ có những cái sản phẩm là Sintrovital. Tại sao nó lại là nhịp sinh học ạ? Bởi vì là nó, nhịp sinh học là cái dòng mà người ta hiểu được rằng là chẳng hạn buổi sáng cơ thể cần những cái chất gì và buổi tối cơ thể cần những chất gì. Gần như là chỉ có mình Severian mới có cái sản phẩm về nhịp sinh học này. Chính vì cái dòng sản phẩm nhịp sinh học này nó sẽ phân biệt trong tất cả những cái lọ, thì nó sẽ có một cái viên màu sáng, và tức là hai cái viên nó khác nhau trong cùng một lọ, và chúng ta sẽ sử dụng theo cái hướng dẫn là ví dụ buổi sáng thì viên màu sáng, buổi tối thì viên màu tối. Mỗi cái sản phẩm thì nó sẽ có những cái hướng dẫn khác nhau, nên là khi các anh chị tìm hiểu thì các anh chị phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng. Và bởi vì cái nhịp sinh học nó sẽ cung cấp chất theo đúng cái giờ sinh học trong cơ thể của mình. Chính vì như vậy cái dòng sản phẩm này nó có khả năng mà nó có khả nó tức là mình sẽ cảm nhận rất là nhanh. Mình sẽ cảm nhận rất là nhanh, vì tất cả những cái sản dòng sản phẩm mà liên quan đến nhịp sinh học thì sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận nhanh. Chúng ta sẽ có Sin 2 là dành cho não. Sin 3 là dành cho tim. Sin 4 là dành cho gan. Sin 5 là dành cho hô hấp. Sin 6 là dùng cho khớp, và Sin 7 là dành cho mắt ạ. Hình như cái sản phẩm Sin 7 này hình như bây giờ họ không có sản xuất nữa, và họ thay bằng cái sản phẩm Vision Box rồi ạ. Và tiếp theo là một cái dòng sản phẩm nhịp sinh học nữa, đó là theo Healthy Rhythm. Healthy Rhythm là cái dòng sản phẩm là ngày xưa họ không có siêu vitamin và họ chỉ có Healthy Rhythm thôi. Và siêu vitamin là cái sản phẩm nâng cấp của Healthy Rhythm. Healthy Rhythm nó giống như là sản phẩm siêu vitamin mà ở cấp thấp hơn. Nó bổ sung toàn bộ tất cả những vi chất, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và nó sẽ biết rằng buổi sáng cơ thể chúng ta cần năng lượng, sẽ tạo ra năng lượng, và buổi tối cơ thể chúng ta cần nghỉ ngơi, thì nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta được nghỉ ngơi, thư giãn vào buổi tối. Nên cái dòng sản phẩm Healthy Rhythm này, thông thường những cái người mà hay bị mất ngủ thì chúng ta cũng kê cho họ sử dụng cái sản phẩm Healthy Rhythm này chung với lại Mage và trà ngủ. Và đây là sản phẩm Formula 4. Gần như tất cả các anh chị đều biết cái dòng sản phẩm này. Nó có khả năng nó có khả năng về việc mà chống hạn chế được quá trình lão hóa, cũng như là tăng cường cái sức đề kháng, cũng như là khả năng về thải độc,
nó có khả năng mà ví dụ chẳng hạn như chúng ta bị những cái ngộ độc thực phẩm thì nó cũng có khả năng mà loại trừ được những cái độc tố đó ra. Hoặc là như là chúng ta đi nhậu về chúng ta mệt đi thì chúng ta uống cái sản phẩm này thì sáng ngày hôm sau nó sẽ có khả năng bẻ gãy tất cả những cái cấu trúc cồn rượu, và ngày hôm sau thì chúng ta sẽ cảm thấy khỏe, chúng ta không có cảm giác là bị mệt và nhức đầu. Và đây là hai cái dòng sản phẩm chống oxy hóa, chúng ta sẽ gồm có Crolon là dòng sản phẩm mà tăng cường nội tiết tố, làm chậm quá trình lão hóa da dành cho tất cả phụ nữ. Gần như tất cả các chị em nào mà muốn ngực bự chúng ta cũng sử dụng cái sản phẩm này, muốn da đẹp chúng ta cũng sử dụng sản phẩm này. Bên cạnh đó chúng ta có dòng sản phẩm Vital Germanium là một dòng phẩm gần như là tất cả những cái tư vấn viên mà làm lâu năm ở Cyberian họ rất là thích, là dòng sản phẩm mà chống có khả năng chống oxy hóa rất cao. Một cái viên Vital này nó tương đương với 8 cái ly rượu vang. Một số người nói tôi là nếu vậy thì uống rượu vang tốt hơn. Nhưng mà thực tế ra là trong rượu vang ngoài cái chuyện mà chất chống oxy hóa nó còn có một số những cái chất khác có hại. Nếu như chúng ta uống cái lượng rượu vang quá nhiều như vậy, nếu chúng ta uống ít thì nó tốt, nhưng mà nếu chúng ta uống quá nhiều như vậy thì nó có những cái chất có hại nó cũng vào trong cơ thể của mình. Và cái viên Vital này có khả năng chống oxy hóa cao nên khi mà các chị sử dụng á, thì các chị sẽ thấy rằng là trong vòng một tháng tự nhiên da mặt của mình nó căng hơn. Nó cũng có khả năng làm cho những cái lỗ chân lông nó nhỏ đi. Và thực tế ra thì ở trong sản phẩm thì họ không đề cập đến, nhưng mà thông thường những cái bệnh nhân mà hay bị u hoặc nói chung là u u các thể loại, tôi không có nói rõ là ung thư hay gì hết, nhưng mà thì chúng tôi cũng cho sử dụng cái Vital này vì nó có khả năng mà bảo vệ tất cả những cái tế bào khỏe cũng như là loại bỏ tất cả những cái tế bào yếu, những cái tế bào không tốt ra khỏi cơ thể. Và đây là dòng sản phẩm cân bằng, là dòng khoáng chất, tức là nó có những cái dòng những cái khoáng chất đa hoặc đơn khoáng chất là nó chỉ gồm những khoáng chất như vậy mà thôi. Chúng ta sẽ có là magie là giúp cho về thần kinh, giúp cho về cái việc mà về về não, về cái việc ngủ ngon thì chúng ta cũng có thể sử dụng magie. Chúng ta có sắt, ở đây là về cho máu huyết. Chúng ta có canxi về cho xương khớp răng, cũng như là cái việc mà hỗ trợ trong cái việc mà tim vận cái việc mà vận chuyển chất vận chuyển oxy của tim á. Nên là một số người chúng ta bị cái tình trạng là thiếu máu não thì chúng ta cũng có thể liên quan đến việc là chúng ta bị thiếu canxi. Kẽm là những là cái chất mà chống, tức là nó có khả năng là tăng đề kháng. Không phải rằng là, và thực sự ra là kẽm là một trong những cái chất mà có ở trong tinh dịch của người đàn ông. Thì thực tế ra thì không phải đàn ông họ mới cần kẽm, phụ nữ họ cũng cần kẽm ạ. Bởi vì rằng là nếu như cơ thể của chúng ta mà thiếu kẽm á, thì nó là một trong những nguyên nhân gây nên cái bệnh gút của chúng ta. Khi mà chúng ta bị thiếu kẽm thì dẫn đến là cái việc mà rối loạn cái chuyển hóa đạm của chúng ta, dẫn đến là gan nó bị yếu và rối loạn cái chuyển hóa đạm. Nên là chúng ta cần phải bổ sung cái kẽm này vào. Mà tất nhiên là cái hàm lượng mà kẽm của người phụ nữ cần thì sẽ không nhiều bằng người đàn ông. Cũng giống như là canxi thì phụ nữ sẽ cần nhiều hơn đàn ông cần. Đặc biệt là những người phụ nữ mang thai thì chúng hoặc là cho con bú thì chúng ta phải cần đến 1.200 đến 1.500 mg canxi một ngày, so với người bình thường là cần khoảng 1.000 mg. Và đây là selen. Selen là một cái chất mà gần như không có trong thực phẩm. Và selen là cái chất mà có khả năng chống oxy hóa rất là cao. Nên là những ai ví dụ như là bị những bệnh về như mụn nhọt hoặc những cái gì mà liên quan đến u ấy, kia chúng ta cũng sử dụng selen thêm vào. Và đây là những cái axit béo thiết yếu trong cái dòng cân bằng của chúng ta. Chúng ta sẽ gồm có các loại Trimegavital. Trimegavital màu vàng là nó sẽ hỗ trợ cho cái việc mà đánh bay những cái... nó sẽ giúp làm giảm cái cholesterol, làm giảm cái nguy cơ mà bị về những cái bệnh về cao huyết áp hoặc loạn nhịp tim. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái tri màu vàng này, và cái khả năng đánh những cái mỡ thừa, những cái mỡ nội tạng của cái tri màu vàng này nó khá là cao, nên chúng ta hãy sử dụng chung với những cái sản phẩm như Bulbox. Trong cái bộ mà Bulbox tri Megavital thì nó sẽ hỗ trợ trong những cái người mà bị tim mạch. Tri màu cam này là tri dành cho mắt. Và đây chúng ta để ý nha,
cái chi màu cam này chi dành cho mắt, và mắt này là mắt khỏe. Ví dụ như lâu lâu chúng ta vẫn cần phải bổ sung cái tri mega vital, những cái axit béo thiết yếu. Những cái axit béo này thì chúng ta sẽ sử dụng, mà mắt chúng ta khỏe chúng ta có thể sử dụng cái tri màu cam này. Còn cái tri cái sản phẩm mà tri màu tím này nè, màu đỏ này nè, thì nó sẽ dành bảo vệ cho mắt. Mà mắt này là mắt bị, tức là nó bị suy yếu rồi, bị kém rồi, chúng ta sẽ sử dụng. Bên cạnh đó thì cái tri này nó còn có làm cho những cái mao mạch của chúng ta nó được chắc hơn, làm cho máu huyết của chúng ta nó được hồng hào hơn, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái tri này. Và đây là cái sản phẩm mà tri Mega Vital là lycopene này, là cái dòng sản phẩm mà tốt cho về tim mạch. Và đây là những cái dòng cân bằng cơ bản khác, như là Superb là dành cho những người mà liên quan đến về tuyến mồ hôi, hay bị mồ hôi tay, mồ hôi chân, hoặc những liên quan cái việc mà tiền mãn kinh. Gohan là sản phẩm dành cho tĩnh mạch. Và những cái sản phẩm mà ví dụ như là acid, ví dụ như là những cái loại acid thiết yếu, cần thiết. Hoặc là cái sản phẩm này là dành cho mắt dành cho não và làm giảm cholesterol, thì chúng ta cũng có thể sử dụng dòng sản phẩm này. Và chúng ta thấy là giá thành của cái dòng sản phẩm này thì nó khá là bình dân, tuy nhiên là hiệu quả của nó thì nó cũng có hiệu quả rất là tốt ạ. Như Gingko là dòng sản phẩm dành cho mắt, những cái ai mà bị về cái gì nhỉ, những cái người mà bị về tuần hoàn máu não, không, tức là bị hay bị chóng mặt tiền đình, chúng ta cũng có thể sử dụng Gingko này, hoặc là bạn cũng có thể cho sử dụng thêm cái IQ Box. Beauty Vitamin, nếu như không có Beauty Box thì chúng ta cũng sẽ cho sử dụng cái Beauty Vitamin này vào. Glucosamine này chúng ta cũng có thể sử dụng, nó sẽ về cho xương khớp. Và Aronia Lutein này dành cho mắt. Tất cả những cái dòng này thì có thể chúng ta có thể cho những cái người mà có thu nhập bình thường, chúng ta cũng có thể sử dụng. Và đây là cái dòng sản phẩm Yogo, gồm có cái Yogo này, Yogo Diet này, thì ở trong này nó sẽ có cái hàm lượng mà đốt mỡ. Và đây là cái sản phẩm Yogo, ở đây thì nó có khả năng mà giảm, tức là cái Yogo này là chúng ta thay cho protein á, chúng ta có thể thay bữa ăn sáng. Còn cái bột Yogo này nè, thì chúng ta nó giống như một cái sản phẩm mà nó sẽ hỗ trợ trong cái quá trình đốt mỡ và giảm đường huyết trong máu, mỡ máu, thì chúng ta cũng có thể sử dụng sản phẩm này. Ở những ai mà bị tiểu đường, chúng ta cũng có thể sử dụng cái dòng sản phẩm màu tím này. Và đây là cái dòng sản phẩm thể thao của mình. Thể thao thì chúng ta gồm có các vitamin thể thao, ví dụ như là Essential Support. Ví dụ như là Mega Essential thì chúng ta sẽ có gần như là tất cả những cái vitamin cần thiết cho chiến dân tập thể thao. Hoặc là như bản thân của mình thì mình hay sử dụng cái Mega Essential này, lâu lâu mình sẽ sử dụng, bởi vì là nó có khả năng mà cung cấp vitamin, và cái trữ lượng vitamin của nó thì nó nhiều, nên là mình thông thường nhiều khi mình sẽ sử dụng cái Mega Essential này thay vì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản ph�ẩm mà khoáng chất riêng lẻ. Hoặc là L-carnitine này, dòng sản phẩm mà đốt mỡ rất là cần thiết cho tất cả những cái người dân tập thể thao với cường độ cao, hoặc là những người mà muốn giảm cân, chúng ta cũng có thể sử dụng cái L-carnitine này. Cái sản phẩm của Joy Comfort này mình rất là thích, vì thực tế là nó nằm trong dòng thể thao, nhưng thực tế là những cái, ví dụ chẳng hạn như bản thân mình, khi mình tập yoga đi, nhiều khi mình bị đau nhất thì mình uống cái này ngày hôm sau mình hết luôn. Tức là cái khả năng giảm đau của nó rất là tốt. Bên cạnh đó thì nó có khả năng mà dành cho những cái người mà hay bị cơ xương khớp, chúng ta cũng có thể sử dụng cái Joy Comfort này. Nên thông thường là mình hay kê cái Joy Comfort này cho những cái người mà hay bị cơ xương khớp và những người đau cổ vai gáy, họ cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này, thay vì nó chỉ dùng cho cái dòng dân tập thể thao thôi. Và BCCA là cái dòng sản phẩm mà để tạo cơ cho những người mà dân tập. Và đây là tất cả những cái protein cần thiết. Chúng ta có thể thay thế những cái bữa ăn chế biến bằng những cái protein như vậy, thì nó vừa có, tức là nó vừa tốt cho cơ thể, mà nó lại giúp cho cái việc mà cơ thể của chúng ta khỏe, và nó lại còn đầy đủ chất. Đây là tất cả các loại protein và đạm whey. Cũng đây là dòng sản phẩm trẻ em. Nó gồm có Mama Squid
là dòng nó như là cái viên sô cô la đó, và nó sẽ giúp cho tiêu hóa tốt, tăng cường đề kháng cho trẻ, giúp trẻ ăn ngon miệng hơn. Và cái dòng này là omega con cá, có thể là sẽ giúp cho trẻ về mắt và não. Trẻ con chỉ cần có là đề kháng khỏe, tăng năng lượng cũng như là làm cho não và mắt tốt, như vậy là đã đủ. Một số trẻ lớn hơn khoảng tầm từ 8, 9 tuổi thì chúng ta có thể sử dụng thêm một cái viên canxi nữa. Và chúng ta nhớ là tất cả những cái dòng mà khoáng chất riêng lẻ của chúng ta nó đều là nó đều là khoáng chất hữu cơ, tức là do lên men của thảo mộc mà tạo ra, chứ không phải là họ chế biến từ những cái nguồn từ những cái công thức các chất vô cơ, các chất vô cơ với nhau mà họ tạo thành, mà đây là sản phẩm lên men hữu cơ để tạo thành những cái chất khoáng chất tự nhiên, nên là nó dễ, rất là dễ hấp thụ. Và nó gần như là như chúng ta uống một cái viên canxi á, thì chúng ta uống ra gần như là 90% là chúng ta sẽ được hấp thụ hết vào cơ thể, trong khi chúng ta uống một cái viên viên canxi mà vô cơ thì thông thường chỉ khoảng 40 30 đến khoảng 40% là chúng ta chỉ hấp thụ được khoảng 40% thôi, còn lại là chúng ta sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể. Chính vì như vậy một số người hay nói là uống canxi nhiều thì hay bị những cái tình trạng mà bị về sỏi thận, nhưng mà thực tế ra là nếu mà canxi hữu cơ thì bạn sẽ không bị cái tình trạng đó. Và đây là những cái dòng sản phẩm sữa tắm rồi thì kem xoa cho trẻ con. Cái này là dành cho trẻ nhỏ từ 0 tuổi, cái này là trên 1 tuổi chúng ta có thể sử dụng. Còn này là kem xoa. Và đây là những cái dòng mỹ phẩm. Mỹ phẩm thì chúng ta có sữa rửa mặt, rồi mặt nạ, dầu loại bỏ tế bào chết, sữa làm sạch, rồi nước micelle tẩy trang, chúng ta cũng có nước tẩy trang ở đây ạ. Rồi như bộ kem kim cương, những cái sản phẩm kem dưỡng ngày và kem dưỡng đêm. Kem dưỡng ngày thì cái loại này thì nó sẽ có chất kem chống nắng ở trong này luôn, cái loại cấu trúc dịu nhẹ này thì nó sẽ không có kem chống nắng. Và đây là những cái tinh chất, nếu như mà bạn sử dụng bộ kem kim cương thì nó gồm có serum và kem rồi thì chúng ta không cần phải sử dụng bộ này. Còn nếu không thì bạn có thể sử dụng một cái serum này cộng với một cái kem ngày và một cái kem đêm, thì những cái serum này khả năng của nó thẩm thấu cũng rất là nhanh, nên là trong vòng một tháng tháng hơn là chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái tác dụng của nó. Và đây là kem mắt, chúng ta cũng có thể sử dụng cái kem mắt này để mà dưỡng môi. Và đây là những cái sản phẩm độc đáo của Serene. Ví dụ như là gel cooling gel này dùng cho cái việc mà bị như giãn tĩnh mạch này, hoặc là những cái máu bầm chúng ta cũng có thể sử dụng cái cooling gel này. Cái sản phẩm này là kem dưỡng da chân, nhưng mà hiện tại bây giờ cái dòng sản phẩm này là đã rất là lâu rồi không về. Đây là keo khớp. Keo khớp là những ai mà hay bị đau nhức mỏi người chúng ta cũng có thể sử dụng. Đây là repair gel, sản phẩm mà dành cho cái việc mà bị hay bị mụn thì chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là cái việc mà bị bỏng chúng ta cũng có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Và đây là cái dòng dầu balsam huyền thoại, gần như tất cả các tư vấn viên đều biết cái dòng sản phẩm này, bởi vì là nó có tới 24 công dụng, nó có khả năng trị những cái vết thương, nó cũng có khả năng giảm sốt, nó có khả năng làm đau răng, trị nhiệt miệng và rất là nhiều, gần như 24 cái công dụng. Nên là các anh chị có thể yêu cầu các tư vấn viên, những cái người giới thiệu của mình, họ gửi tất cả những công dụng của dầu balsam này. Và ví dụ như hôm trước có một số người nói rằng là một số khách bị zona thần kinh á, thì thông thường tôi sẽ lấy cái dầu balsam này nè, tôi trộn với lại pho 4 và sau đó tôi bôi cứ khoảng một tiếng một lần, tôi bôi vào những cái vết bị zona đó và tôi bôi, thì trong vòng khoảng 3 ngày thì tôi hết, tôi không còn những cái vết đó nữa. Và đây là cái sản phẩm chăm sóc da đầu thì nó giúp cho cái việc mà bị ngứa da đầu hoặc bị gầu chúng ta có thể sử dụng. Bên cạnh đó thì cái sản phẩm chăm sóc da đầu này, những ai mà hay bị nhức đầu á, chúng ta cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này, vì nó có khả năng mà thẩm thấu từ những cái ma bạch bên trong da đầu như thế này, và nó giúp cho chúng ta được thư giãn hơn và nó mau chóng hết được cái cảm giác bị nhức đầu. Và đây là cái dòng sản phẩm mà sữa tắm dưỡng thể cũng như là tẩy tế bào chết. Thì có một số khách hàng của mình cũng thuộc dạng là khách 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 VIP, khách họ dùng họ có tiền á, thì khi mà họ sử dụng cái bộ sản phẩm này thì họ nói rằng cái sản phẩm này rất là tuyệt. Họ không hề nghĩ rằng là cái dòng sản phẩm này giá thành nó rẻ như vậy mà nó lại có chất lượng rất là tốt, và họ dùng khoảng 2 ngày thì cái da của họ đã cảm thấy rất là mướt rồi. Và đây là những cái kem dưỡng.
Khi mà bạn bị có thể bị nước ăn tay, chúng ta bị về tay, chúng ta có, nói chung là liên quan đến vấn đề về tay hoặc chân, chúng ta cũng có thể sử dụng cái kem dưỡng này da tay này, chúng ta cũng có thể sử dụng chân với những trường hợp mà bị những cái bệnh về chân thay cho cái kem dưỡng chân kia. Và đây là kem đánh răng và nước súc miệng. Đây là những cái sản phẩm dầu gội, sản phẩm dành cho nam giới. Ngày hôm qua thì Anna có nói với chúng ta về những cái bộ sản phẩm mà có công dụng nhanh. Ví dụ như là siêu vitamin thì sẽ kết hợp với lại Nutrovision và Vital là những cái bộ sản phẩm mà chúng ta cảm nhận được nhanh, hoặc là những cái bộ thanh lọc mà chúng ta cảm nhận nhanh, hoặc là những cái bộ dành cho nam, dành cho nữ. Thì không biết là các anh chị đã có ghi lại cái đó chưa ạ? À, thực tế ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ là giới thiệu sơ qua, giới thiệu chung về cho chúng ta một cái góc nhìn tổng quát về cái những cái sản phẩm của Cyberian cũng như là những cái kiến thức cơ bản của cái sản phẩm này. Các anh chị có câu hỏi gì không ạ? Các anh chị mở mic ạ. À bạn ơi, Dạ. alo, Dạ em nghe ạ. cho cô hỏi là bây giờ thế bây giờ bên đấy thì có dòng sản phẩm mà bây giờ ví dụ mà bị máu máu trắng ấy thì liệu có chữa được không, có sản phẩm chữa được không? Thực tế ra thì một số những thực tế ra thì chúng ta nói là sản phẩm của mình, nó là thực phẩm chức năng và nó không phải là thuốc, nên nó không có cái tác dụng chữa trị Rồi. bệnh như thuốc, nhưng mà nó sẽ có những cái tác dụng là hỗ trợ, nó sẽ có tác dụng hỗ trợ cho cái những cái bệnh này. Một số trường hợp chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta đưa những cái thực phẩm chức năng vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ thể của chúng ta khỏe lên. Nhiều khi có một số bệnh, ví dụ chẳng hạn những cái bệnh mà nan y, những cái bệnh lâu năm tự nhiên nó hết, thì chúng ta cứ nói rằng là dòng sản phẩm Ceveran có thể khả năng chữa. Tuy nhiên rằng là thực tế ra thì đây là sản phẩm có thể hỗ trợ cho cái quá trình chữa bệnh của mình. Còn ví dụ như chẳng hạn như những cái bệnh như máu trắng, hoặc là của cô, những cái bệnh của trong khách hàng của cô, thì mình thứ nhất là mình cần phải đi kiểm tra bác sĩ. Bởi vì khi mà đã là những cái bệnh nan y như vậy rồi thì mình cần phải đưa đến bác sĩ, và chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm Cyberin để mà hỗ trợ. Ví dụ như là sản phẩm Formula 4, sản phẩm Vital Germanium, cái dòng sản phẩm siêu vitamin là những cái dòng sản phẩm có thể hỗ trợ được cho cái quá trình chúng ta chữa trị cái bệnh này. À, thế mà cái bệnh này thì là cái bạn này bạn mới có được 1 tuổi thôi, bạn này thì bạn mới có 1 tuổi thôi và bạn cũng đang uống ở bên Vision rồi, bên Vision rồi thì là bên Vision thì là cũng là thực phẩm chức năng đấy, nhưng Dạ. thì họ cũng bảo họ cũng cái này cũng như bên mình đấy, thế À, nhưng mà cô họ có bảo nếu mà bé mà còn nhỏ quá thì thực tế ra thì nếu mà được mình có thể sử dụng cái sản phẩm Essential Full Life á. Nhưng mà chúng ta chỉ sử dụng cái hàm lượng nó nhỏ thôi. Cái hàm lượng nó nhỏ thôi và nó chỉ mang tính hỗ trợ thôi. Bên cạnh đó thì thực sự ra là bé bé còn rất là nhỏ, nên chúng ta nên theo những cái chỉ định của bác sĩ, và chúng ta nên có những cái phác đồ của bác sĩ, và chúng ta chỉ dùng những cái sản phẩm cho trẻ con giống như để hỗ trợ thêm cho cái quá trình chữa bệnh thôi, chứ còn nó sẽ không thể nào có khả năng mà chữa bệnh ngay được, bởi vì cái khả năng này có thể là do từ bẩm sinh, từ di truyền của nó bị, chứ không phải là do cái quá trình mà nó từ cái cơ, tức là nó không phải là do từ môi trường mà nó có thể là do từ bẩm sinh. Nên chúng ta sẽ theo những cái chỉ định của bác sĩ và chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng sản phẩm này để mà hỗ trợ thêm ạ. Thì nhưng những cái mà dấu đây hiệu thì nó sẽ có cái dòng sản phẩm Essential Polite và nhưng cái bộ. mà Dạ. bạn thể tính xem nếu như mà hỗ trợ cái thực phẩm chức năng hỗ trợ thế bây giờ mỗi tháng hay là tính theo mỗi tháng mà mình uống như thế thì nó hết khoảng bao nhiêu tiền hay như thế nào?
Thực sự ra thì nếu mà trẻ con thì chắc là nó cũng không có nhiều đâu ạ. Tầm khoảng Bé bao thì tại nhiêu? vì Bây giờ mới bởi chính xác vì được có một tuổi. thực tế ra như cái bôi lai mà bé 1 tuổi thì dùng cũng rất là ít, cái hàm lượng nó sẽ rất là nhỏ và nó chỉ hỗ trợ cho quá trình, thì một cái sản phẩm bôi lai đó nó chưa tới 200 ngàn. Một cái hộp mà con cá như vậy thì nó cũng hơn có hơn 100 mấy thôi. Thế nhưng mà chữa trong thời gian bao lâu? Nếu mà như mình hỗ trợ như thế thì bây giờ thì Cái bạn này thì nó sẽ hỗ trợ cho một thời gian dài chứ cháu không thể nói rằng là chữa trong bao lâu, bởi vì nó chỉ mang tính chất là hỗ trợ, còn chúng ta vẫn phải đi theo cái liệu trình của bác sĩ. à đây thì bạn này bạn đang chữa bên Vision thì bạn chỉ uống thuốc ở bên Vision thôi chứ còn bệnh viện này bạn lại chưa chữa. Đấy, bây Nếu vậy thì giờ mình nên cho đi khám bác sĩ, bởi vì thực tế là tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng ở đây thì mình cũng muốn nhấn mạnh luôn với tất cả các tư vấn viên ở đây là chúng ta đang sử bán chia sẻ đây là cái dòng thực phẩm chức năng, và thực phẩm chức năng thì nó không phải là thuốc và nó không có chức năng thay thế thuốc, nên là khi bị những cái rồi. bệnh mà mãn tính như vậy, những cái bệnh như vậy thì chúng ta nên gặp bác sĩ, bởi vì bác sĩ sẽ có những cái liệu trình chữa và chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái thực phẩm chức năng để chúng ta hỗ trợ thêm cho quá trình chữa bệnh của chúng ta được tốt hơn thôi, chứ chúng ta không dùng thực phẩm chức năng để chữa bệnh. Bởi vì nếu khi chúng ta dùng thực phẩm chức năng để chữa bệnh như vậy á thì đôi khi là có một số bệnh chúng ta sẽ bị mất đi cái khoảng thời gian, chúng ta cứ nghĩ rằng là chữa cái bệnh này thì dùng thực phẩm chức năng chữa là được rồi, thì thành ra nhiều khi cái người bệnh nhân của mình với những cái bệnh nặng thì nó có thể là nó sẽ bị kéo dài cái tình trạng bệnh hơn, đặc biệt là những cái em bé mà 1 tuổi như vậy thì cháu nghĩ rằng là bác sĩ sẽ là cái người thích hợp để mà cho bé những cái phác đồ nó phù hợp hơn và thực phẩm chức năng sẽ hỗ trợ thêm cho cái quá trình. Còn như bên Vision thì họ cũng không bao giờ dám khẳng định với cô là có khả năng để mà chữa được cái bệnh này hết cả. Họ thì họ bảo là chữa trong họ bảo chữa trong vòng 6 tháng thì họ sẽ chữa được. Thế Đấy, thì bạn. như cháu thì cháu vẫn khẳng định với cô một điều rằng là tất cả những cái bệnh như vậy thì đối với những cái em bé nhỏ thì mình vẫn nên đi kiểm tra bằng ở bác sĩ ạ. Có nghĩa là uống thuốc ở bác sĩ rồi nhưng cái này chỉ là hỗ trợ thêm thôi cái gì? Đúng rồi, và cô sẽ sử dụng thực phẩm chức năng để hỗ trợ thêm. À, có nghĩa là hỗ trợ thêm. Đúng rồi ạ. Thế bây giờ cô nói là bây giờ ví dụ như là cô muốn mua một bộ thanh lọc mà cơ thể như thế thì tầm khoảng bao tiền? Một bộ thanh lọc đầy đủ như vậy tầm khoảng hơn 1 triệu ạ. Hơn 1 triệu. Nhưng mà thanh lọc như thế thì Nhưng mà thanh lọc không dùng cho trẻ nhỏ nha cô. thanh lọc đây dùng cho người lớn thôi. Đúng rồi ạ, ít nhất là Thế phải nhưng từ dậy mà thì trở lên ạ. rồi thế nhưng thanh lọc như thế thì trong thời gian bao lâu thì lại phải một lần nữa hay là nó như thế là nó suốt Thông đời thường hay thì như cô sẽ thanh lọc trong vòng 3 tháng ban đầu, khi tại vì cơ thể của cô đang chưa có được thanh lọc thì cô sẽ thanh lọc 3 tháng. Sau đó là cô sẽ ngưng và tiếp theo thì chúng ta cứ khoảng 2 tháng chúng ta sẽ thanh lọc một đợt 1 tháng. Tức là lâu lâu chúng ta sẽ nhắc lại một lần, chúng ta không nhất thiết là chúng ta phải thanh lọc một cách lâu dài. Nhưng mà ban đầu chúng ta sẽ cần phải cái bộ thanh lọc, ví dụ chẳng hạn cơ thể cô khỏe thì nó sẽ trung bình khoảng 3 tháng. Còn với một số người mà bị bệnh, ví dụ như bản thân cháu đi, cháu bị những cái bệnh như lúc trước cháu bị về cái đường hô hấp của cháu yếu thì cháu phải cần tới 4 tháng mấy, tức là cháu phải thải ra hết tất cả những cái độc tố của mình ra xong rồi sau đó cháu mới được ngưng cái bộ. cô thì bây giờ hiện tại cô chỉ bị đau xương khớp Dạ. đấy thì cô đau xương khớp đấy nhưng mà cũng lúc đau lúc không chứ cũng không phải là lúc nào nó cũng đau Dạ. đấy thế ý cô hỏi là bây giờ lấy cái giãn tĩnh mạch như thế thì của cô thì cô chưa uống thuốc bao giờ hết cả cái giãn tĩnh mạch như thế thì là uống thì cái thực phẩm chức năng này thế nhưng mà thế trong nó như thế thì nó không chữa được bệnh nên nó chỉ là hỗ trợ thôi thì mình chưa dùng thuốc đâu thì mình dùng cái đấy làm sao mà được. Như lúc nãy là cháu có nói với cô về cái phần mà từ bệnh khỏe, từ người khỏe cho đến cái người mà bị mãn tính đúng không ạ? Thì bởi vì là khi mà thực phẩm chức năng nó đi vào nó sẽ hỗ trợ mình trong cái quá trình mà trao đổi chất làm cho cái tế bào của mình nó khỏe lên. Nó sẽ giúp cho các cơ quan của mình nó khỏe lên. Bên cạnh đó thì mình cần phải hiểu rằng là nó không có quả cho nó không có cái khả năng chữa bệnh, tức là đối tức là ví dụ chẳng hạn như là gan của cô đã bị rất yếu rồi thì nó không thể nào nó đưa cô về cái trạng thái mà khỏe thịt khỏe như ban đầu được, nhưng nó có khả năng là nó sẽ đưa cho cô về cái trạng thái là khoảng 70% cái trạng thái ban đầu. Nhưng mà có một số người gan của họ nó chỉ mới là dạng độc, tức là nó chỉ không gọi là quá là nó mới trong thời gian ủ bệnh hoặc là cấp tính thôi, thì nó vẫn có khả năng đưa về cái trạng thái ban đầu.
Tức là tùy vào cơ địa của mỗi người, chứ không thể nào nói rằng là như vậy thì. Nên là có một số người họ dùng, ví dụ một dòng sản phẩm đi, có người họ dùng khoảng 2 tháng họ đã bắt đầu thấy khỏe. Như là cái chẳng hạn hô hấp đi, có những người họ mới 2 tháng là họ khỏe, như cháu cần 4 tháng. Nhưng mà cháu biết là có những người họ sẽ cần thời gian rất là lâu hơn. Và cái này là nó sẽ khỏe tùy vào tình hình của bệnh. Nên là cháu chỉ nói là nó ở mức độ là nó sẽ là hỗ trợ cho cái quá trình chữa bệnh cho mình. Coi như là căn bệnh gì chỉ là cái thực phẩm đấy là chỉ là hỗ trợ thôi, công nhận không? Nó sẽ hỗ trợ cho quá trình chữa bệnh của cô. Và khi rồi, mà nếu như bệnh của cô mà nó ở cái mức độ, tức là nó cấp tính, nó vẫn có thể chữa lên là nó ở mức độ khỏe. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải thời gian dài hơn, và chúng ta cần một cái sự kiên trì hơn. Và cái khỏe đó đôi khi chẳng hạn như bây giờ của cô yếu mà nó lên khoảng 70-80% thì như vậy đối với cô đã là tuyệt chưa ạ? Đúng không ạ? Và sau đó cô còn phải thay đổi cái chế độ ăn uống của mình. Còn ví dụ chẳng hạn như là cô xây xong rồi cô lại phá, cô lại vẫn ăn uống không tốt, cô vẫn không tập thể dục, cô vẫn uống nước không đủ, tức là cô vẫn làm những cái, tức là giống cô vẫn sinh hoạt như lúc ban đầu thì nó lại quay trở lại. Không, cô ăn thì cô ăn như Bibimo thì cô cũng ăn mấy năm nay rồi. Chương trình Bibimo thì cô cũng ăn theo đấy thì cũng là tốt rồi, cũng là tương đối rồi, chứ không phải ăn thập cẩm như là những người khác. Nếu mà cô theo được Bibimo thì là nó đã là rất là tốt rồi ạ. Đấy, thì bệnh tiểu đường của cô ăn bây giờ, hồi xưa nó là 12 phẩy, chứ bây giờ xuống chỉ còn hơn 5 phẩy thôi. Nếu mà như vậy thì cô sử dụng cái sản phẩm này thì gần như là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều và nó sẽ giúp cho cô khỏe. Tại vì cô đã có một cái chế độ ăn như Bimemo hướng dẫn rồi thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho cô, tức là giống như là cô can thiệp nhiều cái phương pháp vào như vậy thì nó sẽ giúp cho cô có một cái sức khỏe nó sẽ tốt lên. Cô sẽ cảm nhận trong vòng khoảng 2 tháng, 1 tháng đến 2 tháng với những cái bệnh mà căn bệnh nặng của cô thì cô có thể cảm nhận được, hoặc như là đau xương khớp của cô nhiều khi khoảng 1 tháng là cô đã có thể cảm thấy rồi. Cô sẽ thấy nó đỡ hơn rồi. Còn ai có những câu hỏi gì nữa không ạ? Ừ rồi, có gì cô, thế nếu như mà mua thì mình đặt làm như thế nào? Cô có thể liên hệ với cái người hướng dẫn cô, giới thiệu cô vào đây. Họ rồi sẽ hướng dẫn cô cách mà mua như thế nào để mà được giảm giá, rồi như thế nào thì họ sẽ hướng dẫn cô kỹ hơn ạ. Ừ rồi rồi nha, cảm ơn nha. Vâng ạ, dạ. Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ chị ơi, em có một câu hỏi ạ. Dạ. Chị, hiện tại em có bé được 9 tháng tuổi rồi, nhưng mà bây giờ bé đang trong quá trình ăn dặm á, thì bé rất là nhát ăn, mà bú bình thì bé cũng tương đối là nhát, mà bé hoạt động rất là nhiều, bé chơi đùa rất là nhiều. Nhưng mà như vậy thì mình, cái sản phẩm của trẻ em thì nó có những cái sản phẩm gì để có thể là bổ sung cho bé không ạ? 9 tháng tuổi ạ? Dạ, 9 tháng. 9 tháng tuổi thì nếu mà được thì chị chỉ có thể dùng được cái dầu, cái sô-cô-la con cá thôi. Chị nghiền ra, chị trộn với, nhưng mà chị dùng với khoảng 1-2 viên thì chị dùng ít thôi, không sử dụng nhiều. Và thực tế ra thì em, cái này thì em nói thật luôn nè, không có ai mà biến ăn đâu. Bởi vì ăn là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Nếu mà gọi là 4 nhu cầu thiết yếu thì ăn là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người. Chẳng có đứa trẻ nào nó biến ăn hết. Căn bản một điều rằng là bố mẹ đang làm cho nó cảm thấy rằng bữa ăn đó trở thành một cái điều gì đó. Nó không còn cảm thấy hứng thú với cái bữa ăn đó nữa. Chính vì như vậy mà bắt đầu nó không muốn ăn. Nếu như mà chị làm cho cái bữa ăn nó cảm thấy nó hứng thú, nó cảm thấy nó thoải mái, nó được ăn theo cái cách mà nó muốn, thì khi đó tự nhiên là trẻ nó sẽ thích ăn lại. Em thấy có rất là nhiều trường hợp có những trẻ bố mẹ đè nhau con ra để mà cho ăn, rồi còn hù dọa được bố, rồi thì ông bà nào thì làm cầm chiêng, cầm mấy đủ thứ lay quay lục sục để trong cái bữa ăn của nó. Nói chung mất gần nửa tiếng bữa nó ăn được cái bữa ăn, nửa bát ăn bữa nó cháo thì ông bà đến vã mồ hôi, bố mẹ đến vã mồ hôi. Nhưng mà thực tế ra thì cái đó nó đều là những cái phương pháp mà không hề tốt dành cho trẻ. Trong khi đó chị có thể để một cái bữa ăn lên trên bàn và cho trẻ tự cầm ăn, tự xúc ăn, tự bốc ăn, tự ăn theo cách của nó. Bởi vì tay là cái khả năng mà khi chúng ta ăn bằng tay á, của đứa trẻ á, nó sẽ giúp cho đứa trẻ tiết ra những cái chất tốt cho cơ thể của mình. Thì đó là những cái mà em được biết, bởi vì em có 3 đứa con nên là em đã sử dụng cái phương pháp đó cho cả 3 đứa con của em, và nó khá là hiệu quả.
nên là nếu như mà ấy thì chị có thể liên hệ với em ở trên cái group ô tô với cái nick là Cát Nguyễn, thì em sẽ chia sẻ thêm cho chị về cái việc mà làm sao để cho bé ăn với cái độ tuổi mà 9 tháng tuổi á, thì nó cũng chỉ là mới cái giai đoạn tập ăn thôi. Ở cái giai đoạn này thì mình không cần thiết là phải cho bé ăn nhiều, bởi vì giai đoạn này thì vẫn cần thiết là cho bé bú mẹ là chính. Và đây là giai đoạn ăn dặm, trong vòng từ dưới 12 tháng đó là giai đoạn ăn dặm, thì ăn chỉ để là quen với thức ăn thôi. Dạ. Dạ. Như thế là chị do em bé em nó ăn như vậy mà nó uống bú mẹ nó cũng rất là nhắc bú nữa luôn. Dạ đúng rồi. Dạ đó. Tại vì nó ăn theo cái nhu cầu của nó. Nếu như mà bố mẹ tôn trọng cái nhu cầu của nó thì tự khắc nó sẽ lớn theo nhu cầu của nó. Thực tế ra người lớn của mình cũng có người mập, người ốm, người cao, người gầy, đúng không ạ? Trẻ con cũng vậy. Không thể nào mà nhìn con mình rồi bắt con mình ăn theo cái nhu cầu của mình được. Nếu mà chị tôn trọng cái nhu cầu của nó thì tự khắc là nó sẽ tự nhiên nó sẽ tăng cái khả năng ăn của nó lên. Và trong giai đoạn dưới một tuổi như lúc nãy em nói, nó là giai đoạn ăn dặm, tức là trẻ nó chỉ tập làm quen với thức ăn thôi, chứ không phải trẻ nó ăn để nó lớn, để nó no. Và nó là cái giai đoạn bú sữa, và bú sữa thì bú sữa theo nhu cầu. Nó có thể rằng là dưới một tuổi tự nhiên nó ốm, nhưng mà nếu chị tôn trọng cái nhu cầu của nó thì trên một tuổi bắt đầu nó sẽ ăn, và nó sẽ ăn rất là ngon, và nó sẽ tự động là nó sẽ phát triển được đúng theo cái bản chất của nó thực sự. Rồi, cảm ơn. Chị có thể liên hệ với em ở trên cái nhóm ô tô, nếu mà chị vào rồi á, nhóm ô tô của em, nick của em là Cát Nguyễn nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Rồi. Dạ. Bạn cho mình hỏi một tí không ạ? Dạ. Mình có một người bạn là mới sinh mà cái chân nó cứ sưng phù mà tím lên như vậy, thì mình nên tư vấn dùng cái sản phẩm gì được ạ? Mới sinh hả chị? Có được hơn tháng á. Chân bị sưng như thế nào ạ? Sưng mà tím, nó tím vậy đó. Không biết là nó bị cái gì. À, chị có đi kiểm tra không chị? Chưa đi kiểm tra. Giờ hỏi là bên mình có những sản phẩm gì để hỗ trợ không ạ? Em nghĩ rằng là nếu như mà cái chân nó sưng mà nó tím như vậy thì nên đi kiểm tra lại xem. Bởi vì rằng là nó có thể là một cái dạng mà bị phù, là do ăn, tức là phù trong cái quá trình sinh á. Có thể là do thận hoặc là do một cái yếu tố gì đó, chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân. Thì khi đó chúng ta mới đưa ra được những cái giải pháp nó phù hợp là. Còn nếu bây giờ chẳng hạn em đưa chị những cái giải pháp nhưng mà đôi khi là nó đang không phù hợp với tình trạng đúng của cái bệnh á, thì nó cũng sẽ chưa hiệu quả. Nên em nghĩ rằng là chỉ nên đi kiểm tra bác sĩ để xem rằng là lý do vì sao. Mà theo em thì có thể là do cái việc mà chị ăn đồ ăn nó mặn quá trong cái quá trình sinh á. Và sau sinh chị ăn mặn quá nên là có thể giảm lại cái lượng thức ăn lại cho chị. Và trong cái sản phẩm này thì chị có thể sử dụng cái Mama Box, cái sản phẩm dành cho mẹ bầu á, sản phẩm Mama Box hoặc là siêu vitamin để mà hỗ trợ. Nhưng mà bên cạnh đó thì nên đi kiểm tra lại bác sĩ để mà xem cái nguyên nhân thực sự là tại sao sưng. Mà tại vì nếu sưng không ấy, nhưng mà sưng mà nó tím, nó phù nề mà nó tím chân lên thì nên đi kiểm tra xem. Cảm ơn nhé. Dạ. Ngày hôm nay thì tất cả các anh chị cũng đã biết được về cái tất cả những cái dòng sản phẩm như vậy, thì nó cũng sẽ là một trong những cái quá trình để giúp cho chúng ta ra được những cái đơn, giúp cho chúng ta có được những cái điểm để mà chúng ta bán được ra những cái đơn hàng 5 triệu. Đúng không ạ? Biết là ai còn có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Em chị ơi, em hỏi. Chị cho em hỏi là em đã có em bé được 4-5 tháng nhưng mà ở phía bên dưới đầu gối chân phải của em bắt đầu nó nổi lên những cái dòng mà mầm tím linh tí đấy, phải giãn tĩnh mạch không ạ? Mà có uống không ạ? Em nghe không rõ chị nói ạ. Dạ em phía dưới đầu gối chân phải của em á, em bị nổi lên tím tím đầy những cái đường gân á, đó có phải là giãn tĩnh mạch ở biên không chị? Ba em có bầu mấy tháng rồi nhờ? Dạ tới đây bây giờ là được hơn 5 tháng rồi chị. Chân nổi lên hả? Em ăn nhạt một chút xíu. Dạ. Em ăn nhạt một chút xíu nha. Em ăn nhạt lại giúp chị.
Hồng nghe rõ không Hồng ơi? Nhưng em mà anh... Hồng bị đau rồi sao? Không nghe thấy gì Hồng, Hồng ăn nhạt lại bởi vì thực tế ra là cái khẩu vị của người mà mang thai và cho con bú á, khẩu vị thông thường là họ sẽ khẩu vị nó bị đậm hơn hình thường, hoặc là cái khẩu vị bình thường của mình ăn nó cũng đã đậm rồi, thì nhưng mà trong quá trình mang thai thì mình ăn càng nhạt thì sẽ càng tốt. Dạ. Nên là em ăn nhạt lại, với lại là em sẽ có cái sản phẩm mà kem xoa dành cho tay với chân á, thì em có thể em bôi cái sản phẩm đó. Còn bản thân em thì chị nghĩ là chưa có dùng được cái Gohan đâu. Dạ, với lại tại vì hồi trước em mới có bầu, em đọc cái bác sĩ hướng dẫn là mình không cần nằm nghiêng về bên trái á, thì chỉ cần nằm bên phải. Thế là từ lúc đó em sẽ nằm nghiêng bên phải, là em thấy hình như là dồn về phía bên này quá thì chắc là bị máu dồn lại hay sao, bị từ trên đùi xuống chẹo nguyên một đường luôn. Thì to ơi là to bằng ngón tay cái. Thực tế ra thì có một số bác sĩ hay nói là chúng ta cần phải nằm nghiêng bên một bên. Có người thì, nhưng mà thực tế là chị nhìn thấy một điều rằng là tùy vào, tại vì mẹ mới là cái người mà hiểu rõ nhất là con mình, nên là em nằm như thế nào em cảm thấy thoải mái và thấy dễ chịu nhất, chứ không phải là nằm nghiêng bên trái hay nằm nghiêng bên phải thì sẽ tốt cho bé hoặc không tốt cho bé. Tất nhiên là khi mà em nằm nghiêng qua bên phải thì nó sẽ như là một số ấy chị đọc là nó sẽ không có bị đè vào một cái đường dây gì, nhưng mà thực tế ra thì nếu mà trong cái quyển mà 61 cái hiểu lầm mà của cô gì mà lúc trước về sữa mẹ á, thì rõ ràng là cái đó nó cũng chỉ là một cái giống như là một cái người ta nói ra thôi, chứ thực tế nó không phải như vậy. Nên là mẹ mỗi cơ địa nó một khác nhau, nên là em nằm như thế nào thì em cảm thấy là thoải mái nhất. Ví dụ như hai bé đầu của chị thì chị nằm ngửa ra được, nhưng mà đến cái bé thứ ba thì chị phải nằm nghiêng, chứ chị không thể nào chị nằm ngửa được. Mấy bé kia chị nằm nghiêng qua là chị bắt đầu chị bị mệt tim, chị rất là khó chịu. Nhưng mà đến, tại vì những cái giai đoạn cuối á, thì đến bé thứ ba là chị chỉ có nằm nghiêng thôi, chị không có nằm ngửa lên được. Nên là mẹ mới là cái người hiểu rõ nhất chứ không phải là bác sĩ, nên mình phải theo cái cảm nhận đúng của mình, chứ mình không có nhất thiết là mình cứ nằm qua một bên. Tại vì em nằm qua một bên như vậy cũng chưa chắc là nó đã là tốt cho bé và tốt cho mẹ nữa. Cho mình cái người bác sĩ mà cái người cho mình nói xí, các bác sĩ mà nói với bạn đó là nghiêng về bên trái là mục đích là để cho cái thai á, khi mà mình xoay á, lại là không xoay theo chiều kim đồng hồ, ý là cái thai á phải nằm thẳng để thêm mái, để cho cái đầu nó chui xuống để người ta sinh thường nó bình thường. Cho nên thường bác sĩ học khuyên là nằm một bên như đó để cho cái thai nó thuận, nó xoay thuận á theo chiều kim đồng hồ. Là đó là cái mà bác sĩ sản hay nói với lại những cái người mà mang thai. Cái thứ hai mà theo như mình nghĩ, nếu như các bạn này mà nói như đứa thì bạn này có khả năng, thứ nhất là bạn phải đi khám là để người ta xét nghiệm máu là bạn có khả năng là bạn bị phù do thai, là mình ăn mặn thì bạn có thể là lấy cái tay mà bạn ấn xuống cái chỗ sưng á, mà nếu như mà không bung lên á, cái lúc mà không bung lên á thì bạn phải, cái đó là mình phải giảm ăn mặn lại. Thứ hai hoặc á, là do á, là bạn ấy bị phù là một, với thứ hai nữa là nếu như mà những cái mà giảm tĩnh mạch là có khi một á, là bạn này có thể là đi nhiều, ý là khi mà bị mình mang thai là mọi thứ là khi đó là giống như bạn đi nhiều nó dồn về một cái chân á, giống như mình trụ một cái chân phải á, mình hay trụ về một chân nhiều, mình đi giống như cái trọng lực của mình, cho nên á là nó có khả năng là nó dẫn đến cái hiện tượng là bạn bị giãn mạch. Cho nên mình nghĩ rằng đây phải đi tới bác sĩ và để người ta biết mà người ta xét nghiệm và can thiệp kịp thời. Dạ, tôi cũng xin giới thiệu một chút ấy. Dạ, chị Thi Đoàn á là bác sĩ ở trong đội của chúng ta. Thế cho nên chị Thi Đoàn này với cái kinh nghiệm của mình cũng chia sẻ để cho bạn có được cái hiểu được hơn về những cái chỉ định của bác sĩ. Thì hôm nay bây giờ cũng là 9:10 rồi. Và xin thay mặt cho đội rất là cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Cát Nguyễn
đã ra sức chia sẻ trong suốt thời gian qua. Và cũng cảm ơn những câu hỏi rất là chất lượng của các anh chị em. Thì bản thân Anna làm việc trong lĩnh vực này lâu thì tôi biết rằng là đôi khi chúng ta hay kỳ vọng quá, nó cũng là một cái khổ. Vì khi mình vào viện gặp bác sĩ ấy, bác sĩ cũng chẳng dám nói là cái bệnh của mình là chữa khỏi và bao lâu mà khỏi đâu. Thậm chí bác sĩ còn bảo là cái bệnh này là anh chị phải uống thuốc suốt đời. Có không ạ? Có, đúng không? Thế cho nên rằng là chúng ta cũng cứ thư giãn đi. Và chúng ta càng tìm hiểu sâu, điều đấy chứng tỏ rằng là chúng ta càng đang quan tâm đến sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho mình. Thì cái cách mà tốt nhất ý, để các bạn có thể tìm hiểu sâu được là các bạn trở thành một trong những thành viên của chúng tôi. Tại vì có những thứ mà làm mà nói hết cho các bạn trong vòng vài phút hoặc là kể cả nửa tiếng mà có thể hiểu hết được ấy, thì cái đấy thì tất cả mọi người đều trở thành chuyên gia rồi. Mà những câu hỏi mà các bạn hỏi chị Két, mà tôi ngồi tôi thấy chị Két trả lời mà tôi cũng thấy thương chị luôn. Bởi vì những cái câu đấy là nó thực sự, các bạn vào các bạn hỏi bác sĩ cũng không tư vấn được các bạn được những câu các bạn vừa hỏi. Thế cho nên là một trong những cách tốt nhất là để làm sao mà có thể nào ở trong đội chúng ta có chị Thi Đoàn là bác sĩ này, có bác sĩ Liễu là bác sĩ này, có Anna là chuyên gia dinh dưỡng này, có chị Két là một người rất có kinh nghiệm trong việc nuôi con sớm, dạy con sớm, và có rất nhiều anh chị em khác nữa có kinh nghiệm trong cái việc chăm sóc sức khỏe của cả gia đình. Thế thì chúng ta sẽ cùng khai thác cái thế mạnh của nhau bằng cách là chơi với nhau. Nếu mà có không làm ý, thì cũng cứ tự mình mở một cái mã số, xong mua sản phẩm, xong vào là tiếp xúc với chị em chúng tôi, chơi với chị em chúng tôi. Chúng tôi mạnh cái gì chúng tôi sẽ nguyện là chia sẻ hết cho các bạn. Đó, mấy cái thứ đấy thì là mình chia sẻ được. Thế cho nên là trong cái phạm vi buổi ngày hôm nay thì sẽ còn những cái mà anh chị em mà cảm thấy là còn đang còn muốn hỏi tiếp thì chúng ta hãy hỏi trong group ô tô. Và anh chị em chúng tôi là rất là rảnh, toàn vào trong đấy để làm công quả thôi. Cho dù là thuộc đội của ai hỏi thì cũng có người vào đấy trả lời hết. Và đồng thời đối với các tư vấn viên á, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải sang cái group của anh Trương Huy Cường để học về kinh doanh. Thì các bạn di chuyển sang group bên đó. Thế còn các bạn nhớ rằng là việc của chúng ta là chúng ta một tháng mà chúng ta phải dùng bao nhiêu và chúng ta phải bán bao nhiêu á, là chúng ta biết rồi. Mà cái mấu chốt là khi mà chúng ta làm được cái lượng đấy là bởi vì để làm gì? Để mình tự tin. Mình tự tin, mình giới thiệu, xong mình sẽ biết cách để hướng dẫn cho đội nhóm của mình, những người mà đã tin tưởng mình. Cho nên cái trách nhiệm của chúng ta là phải làm được. Mà nếu như chúng ta đã có trong tay những sản phẩm tốt, mà tôi là người nhà tôi bị ung thư, là bác sĩ có những thứ bác sĩ không thể giải quyết được. Thế thì chúng ta phải làm sao để chúng ta kết hợp. Và khi chúng ta đã có những sản phẩm có thể kết hợp cho rất nhiều những cái đối tượng khác nhau, thì việc của chúng ta hiểu rằng là công thức ấy mà chúng ta kinh doanh có lợi nhuận luôn luôn là chúng ta tìm thấy vấn đề của thị trường và chúng ta đi giải quyết cái vấn đề đấy, thì tự động là tiền, là xe là sẽ về. Vậy thì các bạn hãy nhớ công thức ô tô là như thế nào. Tôi đã ghim trên đấy rồi, hôm nay có nhiều khách cho nên là mình nói đến đây thôi. Chúng ta tư vấn viên chúng ta nói ít hiểu nhiều. Và các bạn ngay lập tức bây giờ còn câu hỏi gì nữa thì tiếp tục trao đổi trên group ô tô. Và chúng ta sẽ tất cả những cái câu hỏi về sản phẩm từ tối ngày mai, là tối ngày thứ 3 đến hết tối ngày thứ 7, vào tất cả các buổi tối trong khung giờ từ 19:30 đến 20:30, thì tôi và các anh chị em tư vấn viên sẽ trả lời tất cả những thắc mắc về câu hỏi sản phẩm của các anh chị em, không phải đào tạo nữa, mà là giải đáp để mà ra đơn rồi giải đáp những tình huống giống như hôm nay các bạn ấy hỏi ý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong Zoom của anh Trương Huy Cường vào đấy để học cái cách, cái kỹ năng để mà kinh doanh nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tối mai vào lúc 19:30. Tạm biệt chị.